Khung cảnh mở ra vào ngày trời mưa u ám, Tại Tại đi mua hàng tại quán tạp hóa. Cô bước ra ngoài thấy một tên dở hơi đi bộ không mang ô dưới trời mưa, cậu bạn đó lướt qua người Tại Tại như có luồng điện chạy qua người. Sau đó hai người cùng đứng dưới mái hiên che mưa, lần gặp gỡ này như định mệnh của Tại Tại. Vào một buổi sáng đẹp trời, chiếc áo đồng phục được treo ngay ngắn, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới của Tại Tại. Cô bạn tóc ngắn tên Khương Giai mang đến cho Tại Tại một hộp sữa để cô uống cho xinh đẹp. Hai cô gái vội vàng đi đến trường, trên đường đến trường Tại Tại đánh rơi chiếc ví. Đã vậy còn đến muộn bị cờ đỏ vẫy và hỏi tên lớp để trừ điểm. Cùng lúc đó cũng có một cậu bạn đi đến. Tên của cậu ta là Cố Nhiên cũng đi muộn, nhưng khi cờ đỏ xem tên thì là Trương Lục Nhượng nên Tại Tại và Khương Giai cũng nghĩ người này là Lục Nhượng học giỏi nhất nhì khối của mình. Hai cô bạn chạy vào lớp thì thầy giáo gọi đứng lên giới thiệu về bản thân. Tại Tại nói tên của cô có nghĩa là ở bên nhau. Thầy giáo khen điểm tiếng Anh của Tại Tại có đầu vào là tuyệt đối nên các bạn xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Tại Tại đến lớp mở ba lô ra phát hiện mình đánh rơi ví. Cô tìm đâu cũng không thấy, vừa đúng lúc nhà trường bật loa phát thanh thông báo Tại Tại lên nhận lại giấy tờ. Tại Tại muốn xem ai là người nhặt được ví của mình thì lại là cậu bạn Dương Lục Nhượng. Hai cô gái chạy lên sân thượng nhìn thấy hai cậu bạn Dương Lục Nhượng và Cố Nhiên, Khương Gia hét to vẫy tay chào hai bạn, còn Tại Tại xấu hổ ngồi sụp xuống. Cô nhận ra người bạn đứng ngắm mưa cùng mình tên là Cố Nhiên, nhưng sự hiểu nhầm này cũng dẫn đến nhiều thú vị cho cặp đôi Tại Tại Lục Dương. Tại lớp 10A, một cô giáo chủ nhiệm đang sổ một chàng chửi đứa nào sáng nay đi muộn làm cho lớp bị tụt thi đua. Cô đọc hai tên tội đồ Cố Nhiên và Lục Dục Dương ra. Bên lớp 10A9, thầy giáo cũng đọc hai tên vàng trong làng đi muộn Tại Tại và Khương Giai. Sáng hôm sau, nhà trường tập trung học sinh khối 10 lại để đi học quân sự. Thầy giáo thông báo xe của lớp 10A1 còn dư nhiều chỗ trống nên mấy bạn lớp mình sang đó ngồi. Tại Tại nghe vậy đã nghĩ ra cảnh tượng ngồi cạnh Lục Dương nên cô xung phong sang xe lớp 10A1 ngồi. Tại Tại bước lên xe mang theo túi hành lý cồng kềnh nên Lục Nhượng đã giúp cô đưa hành lý lên xe, đến nơi tất cả khối 10 tập trung lại. Thầy giáo phụ trách lớp 10A1 và lớp 10A9, Tại Tại cứ ngoái nhìn theo Lục Dương nhưng hiện tại trong mắt cô hiểu nhầm cậu tên là Cố Nhiên. Còn Khương Gia cũng nghĩ rằng Cố Nhiên chính là Lục Dương học bá của trường, thầy giáo bắt đầu ra lệnh tịch thu hết toàn bộ đồ ăn vặt của nữ sinh. Hai cô gái Tại Tại và Khương Gia bắt đầu nghĩ cách giấu đồ ăn đi, thầy sĩ quan có đôi mắt nhìn học sinh mất chục năm nay không lạ gì với chiêu trò của Khương Gia. Thầy bước đến yêu cầu cô nhảy 3 cái rồi đồ ăn vặt cũng rơi xuống, thầy phải Khương Giai nhảy cóc 50 cái. Cố Nhiên thấy buồn cười quá nên cười hí hí ha há một cái thì thầy cũng bắt cậu nhảy cóc luôn. Cố Nhiên và Khương Giai nhảy cóc thì cô hỏi tại sao sáng hôm qua cậu lại nhận mình là lớp 10A9, Cố Nhiên nói mình đâu cóp nói là lớp nào, cờ đỏ tự ghi vào đó chứ. Chịu phạt xong thì hai chân của Khương Giai đau dã rời, Tại Tại muốn đến phòng y tế lấy thuốc cho Khương Giai. Cô ở lại xếp hàng lấy thẻ phòng. Các bạn cùng xếp hàng quanh Khương Giai hỏi cô Lục Nhượng có phải học bá trong trường không. Do sự nhầm lẫn tên của hai cậu bạn nên Khương Giai một mực khẳng định Cố Nhiên mới là đỉnh của chóp, còn cậu bạn Lục Nhượng kia không chỉ có tính háo thắng lại còn vô duyên. Cố Nhiên nghe thấy tên mình trong lời nói của các bạn nữ như một thiên thần thì bật cười, ôi trước giờ mình khiêm tốn quá nên giờ phải bung xõa mới được. Tại Tại lên phòng y tế thì chẳng có ai cả, cô thấy điều hòa đang bật mà không có ai dùng thì lãng phí quá, cô nhanh trí nằm nghỉ một lát tận hưởng hơi mát điều hòa. Lục Dương đi đến Tại Tại cứ nghĩ đây là cô y tế nên giả bệnh nằm rên rỉ một lúc. Đúng lúc cô y tế đi đến nói chuyện với Lục Nhượng thì Tại Tại mới bật dậy. Tại Tại về ký túc xá kể lại cho cô bạn Khương Giai nghe mình đã lén giấu một chiếc điện thoại. Đúng lúc cô giáo đi kiểm tra xem học sinh đã giao nộp hết đồ cá nhân chưa. Để không bị phát hiện ra chiếc điện thoại thì Khương Giai đã đánh lạc hướng cô giáo rằng mình còn có đồ ăn vặt chưa nộp. Cố Nhiên bên này cũng bị thầy giáo vào bất ngờ. Cậu đánh bài chuồn ra cửa và nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Lục Nhượng. Lục Nhượng cầm chiếc điện thoại mang theo sứ mệnh cao cả không được để điện thoại bị thu, cậu trốn vào hành lang nơi đó cũng đang có Tại Tại lé nghe điện thoại. Hai người ngồi cùng nhau trong góc hành lang tối, Tại Tại ngồi cạnh Lục Nhượng khiến cho cậu ngại ngùng nên hai người quyết định chui ra đi dạo. Tại Tại hiểu nhầm người đi cùng mình tên là Cố Nhiên nên cô đã ra sức dìm Lục Nhượng xuống nâng Cố Nhiên lên một tầm. Dù sao trong mắt cô thì người trước mặt mình chính là cờ rút nên cô không thể để mất hình tượng được. Sáng hôm sau Cố Nhiên bị thầy sĩ quan phạt cho nhấc người vì tội dám giả ốm. Cậu bị thầy phạt trực nhật đến khi nào xong thì mới được về. Lục Nhượng lên phòng gọi Cố Nhiên xuống sân trường tập trung nhưng cậu còn chưa làm xong. Để nhanh nhất mà không bị mất thi đua thì chỉ có thể làm cùng với Cố Nhiên thôi. Ở dưới sân trường thầy cô tổ chức thi hát mấy lớp với nhau. Thầy chủ nhiệm lớp 10A9 xem có ai xung phong lên hát không thì chẳng có ma nào. Đến khi Tại Tại nhìn thấy cờ rút của mình đi đến thì bắt đầu ra hiệu cho Khương Giai hô tên Tại Tại để cô đứng dậy hát. Khương Giai bắt nhịp để mọi người hô tên Tại Tại đứng lên. Tại Tại giả bộ ngại ngùng thôi thì các bạn gọi thì tớ cũng cố hát một bài, mọi người vỗ tay, Cố Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy cậu bạn nói Tại Tại muốn cùng cậu đứng lên hát. Cố Nhiên nghe vậy liền sung sướng lần đầu có gái mời hát cùng nên cũng ra gì và này nọ phết.
Tại Tại có lòng mời thì Cố Nhiên cũng có dạ. Cố Nhiên đứng dậy e hèm nói to cậu sẽ cố gắng hát một bài. Tại Tại thấy mặt kia không phải Cố Nhiên trong lòng cô, cũng may trời đổ cơn mưa nên Tại Tại không phải hát cùng cậu. Cố Nhiên và Khương Giai cùng chạy lên hiên nhà tránh mưa. Cô hỏi tên của cậu là Cố Nhiên à, thì cậu nghĩ biết rồi còn giả bộ. Bên này Tại Tại cũng đi tìm người cô muốn gặp. Lục Nhượng và Tại Tại va phải nhau, hai người đứng nhìn nhau trong cơn mưa. Tối đến Tại Tại ôm cuộc khóc như mưa. Thì ra người cô gặp trong cơn mưa là Lục Nhượng, người cô làm quen ở cầu thang cũng là Lục Nhượng. Vậy mà Tại Tại bất chấp gọi cậu ấy là Cố Nhiên, chắc cậu ấy nghĩ cô bị thần kinh mất. Khương Giai an ủi động viên Tại Tại, không sao đâu, thần kinh trong một số trường hợp cũng tốt mà. Nói rồi hai cô gái tự nhiên rủ nhau vào rừng hoang. Tại Tại sợ ma không dám đi tiếp, Khương Giai muốn đi về lấy đèn pin nên để Tại Tại ở đó một mình. Tại Tại đi dạo quanh quanh đây thì nhìn thấy Lục Nhượng, cô đến gần cậu bắt chuyện và trả lại chiếc điện thoại cho cậu. Tại Tại cũng đính chính lại mấy lời nói xấu Lục Nhượng, cô không có ý mắng chửi cậu bạn đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Mặt Lục Nhượng vẫn không cảm xúc và xoay khối Rubik một cách vô thức. Tại Tại hỏi Lục Nhượng có biết im lặng là một kiểu bạo lực lạnh không? Sao lại lỡ đối xử với cô như thế? Mặt Lục Nhượng vẫn không cảm xúc gì nên Tại Tại đành im lặng. Bên này Cố Nhiên cũng đi vào phòng dụng cụ, cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Khương Giai soi đèn pin đi đến hỏi có ai ở đó không? Cố Nhiên đập một bàn tay mình lên cửa kính khiến cô sợ hãi định bỏ chạy. Nghe thấy giọng Cố Nhiên thì Khương Giai mới hoàn hồn. Cậu bạn năn nỉ cô mở cửa ra thì Khương Giai cũng nắm bắt cơ hội đưa ra yêu cầu. Bây giờ cô có đưa ra 10 yêu cầu thì cũng ok hết. Khương Giai xoay người bắt đầu lao người vào cánh cửa. Cánh cửa bị bật ra khiến cô nằm đè lên người Cố Nhiên. Bên này Tại Tại cũng rất sợ bóng tối. Cô đi được vài bước thì ngồi sụp xuống. Lục Dương chạy đến đưa cô trở về thì cũng đúng lúc Khương Giai và Cố Nhiên quay lại. Thêm một cậu bạn nữa cũng mang khoai đến nướng. Năm người còn chưa ngồi kịp ăn khoai nướng thì thầy sĩ quan đến. Sau khi kết thúc kỳ quân sự năm đó, thu hoạch lớn nhất của Tại Tại đó chính là đỡ sợ ma hơn. Có lẽ là vì một kẻ ngoài lạnh trong nóng không giỏi ăn nói đường đường chính chính dựa vào lòng cô không chịu đi, mọi chuyện trên đời này là như thế. Bên kia núi là biển, sau màn đêm là ánh sáng. Mọi người hay nói thanh xuân có nhiều biến cố, chẳng biết sẽ mang đến bất ngờ hay kinh hãi, mọi thứ của tương lai thì hiện tại chưa từng tồn tại. Tối hôm đó mọi người ngồi dưới ánh trăng vui đùa đàn hát, ánh trăng tròn soi sáng cho họ. Quay lại trường học, Tại Tại đã ngao ngán vì môn đầu tiên là môn toán rồi. Thầy giáo giới thiệu tên của thầy và sẽ là chủ nhiệm lớp Tại Tại trong vòng một năm tới. Hết tiết của thầy, các bạn trong lớp hỏi về câu lạc bộ giải trí nhưng thầy giáo vẫn chưa có thông tin xác định. Các bạn lớp 10A9 ngồi lại nói chuyện thì nghe tin đồn đoán là cô giáo tiếng Anh chủ nhiệm lớp A1 yêu cầu hủy bỏ câu lạc bộ đi, cô ấy có biệt danh hủy diệt. Nơi nào có cô thì các hoạt động giải trí đều bị hủy, giờ ra chơi Tại Tại e ngại khi thành tích học tập của Lục Nhượng rất tốt. Cô có cảm giác như mọi người xung quanh cậu ấy đều là kẻ ngốc vậy, Khương Giai có ý kiến là đi hỏi Cố Nhiên. Tuy rằng cậu ta rất gợi đòn nhưng cậu ta lại là người hiểu Lục Nhượng nhất, nói là làm cô đi tìm Cố Nhiên để hỏi dò cậu ta. Ban đầu Khương Giai hỏi Cố Nhiên xem thích cô gái như nào. Người Cố Nhiên thích không phải tóc ngắn, không có tóc mái, không có họ Khương, ok cho dù cậu ta thích người như nào thì cô cũng không quan tâm. Giờ hỏi đến Lục Nhượng, Khương Giai hỏi Lục Nhượng thích người như thế nào. Cố Nhiên bảo cô đừng có tò mò quá, cậu không nói đâu. Khương Giai ôm khay cơm bực dọc đi về, chẳng thu được tin tức gì cả. Tại Tại thấy vậy bảo không sao, để cô tự đi hỏi trực tiếp cũng được, dù sao đây không phải một hai lần cô và Lục Nhượng nói chuyện. Cố Nhiên tỏ vẻ bên ngoài không tiếp chuyện với Khương Giai nhưng vẫn hỏi Lục Nhượng thích người như thế nào. Lục Nhượng suy nghĩ một hồi thì thấy mình chẳng thích ai mà cũng chẳng có hứng thú với ai. Cố Nhiên cố gắng gợi ý như kiểu bạn đồng hành cùng Lục Nhượng như thế nào, kiểu người mà hay ở bên cậu ta nhất đó. Lục Nhượng nghe vậy nhớ nay đến chú chó của mình, chỉ cần tóc dài và mượt, đôi mắt to tròn xoe, nhìn rất là thông minh. Quan trọng hơn hết là ăn rất nhiều, hay bám người người và rất thích chạy phía sau cậu là được. Có những thông tin mật như này Cố Nhiên và quan phóng truyền tin cho Khương ra ngay. Tại Tại nghe đến những đặc điểm như vậy thấy giống mình quá đi. Chắc chắc người mà Lục Dương thích cũng giống như mình chứ chẳng phải ai. Sáng hôm sau tại trường học, Tại Tại bắt đầu tỏ vẻ mình rất là thông minh. Cô nói to bài tập vật lý và lý thuyết gì đó với Khương Gia để gây sự chú ý với Lục Nhượng. Chưa hết, đứng trước mặt câu cô còn mở to đôi mắt của mình ra. Tan học thì Tại Tại chạy xung quanh Lục Nhượng để đáp ứng đúng với tiêu chí mà cậu đề ra. Lên đến xe buýt, Tại Tại ngồi cạnh Lục Nhượng. Cô ngỏ ý bản thân mình cũng có đôi mắt vừa to vừa tròn. Tóc cũng rất là dài và đẹp. Tại Tại ăn cũng nhiều mà cũng thích vận động. Lục Nhượng nghe thấy giống miêu tả chú chó nhà mình vậy liền bảo với cô cậu đã có rồi. Tại Tại không thể tin Lục Nhượng đã có bạn gái rồi. Cậu mới có 16 tuổi mà đã yêu đương rồi. Lục Nhượng giơ tấm ảnh chú chó của mình ra cho Tại Tại xem. Thì ra bạn đồng hành của cậu ấy là chú chó. Tại Tại xấu hổ không biết chúi mặt vào đâu. Ngày hôm sau đi học, thầy giáo thông báo về câu lạc bộ giải trí của trường. Ai muốn đăng ký thì nhanh chân. Tại Tại như người chết đuối vừa lấy phao. Cô chỉ muốn chung câu lạc bộ với Lục Nhượng thôi. Tại Tại và Khương Gia lại tiếp tục đi tìm quan phóng và Cố Nhiên hỏi xem cờ rút của mình sẽ đăng ký vào câu lạc bộ nào.
Cố Nhiên không muốn giúp Tại Tại, Khương Giai đành ra điều kiện sẽ mua cho hai cậu ly trà sữa và cho WeChat của Hoa Khôi. Nghe thấy gái, Cố Nhiên bắt tay Quan Phóng hợp tác luôn. Chiều tan học, ba cậu bạn ngồi ăn chè bên quán nhỏ của bà Quan Phóng. Hai cô gái Tại Tại và Khương Giai đi đến. Quan Phóng nghĩ kiểu gì người bà yêu dấu của mình cũng khoe khoang với hai cô gái kia về mình cho xem. Ngại chết đi được, nhưng câu chuyện ở đây giữa bà và Tại Tại cùng Khương Giai là kể về hồi bé Quan Phóng hay tè dầm. Đã vậy còn giấu mọi người đó là mồ hôi, ba người bên này cười khúc khích, Quan Phóng đắc chí vỗ đùi danh đách. Đến tối Tại Tại đi về cùng Lục Nhượng, cô phát hiện ra hai người cùng quê với nhau. Trên xe buýt, Tại Tại nhìn thấy một ông chú đầu hói đang dê sùng với chị kia. Cô mạnh mẽ lên tiếng đứng ra bảo vệ cô gái kia. Lục Nhượng thấy vậy cũng nói thêm mấy câu để cho ông ta dừng ngay hành động bẩn thỉu của mình lại. Lục Nhượng quay sang hỏi Tại Tại không sợ hay sao, cô bảo có cậu đi cùng nên sẽ không sợ gì cả. Sáng hôm sau, Cố Nhiên cố gắng đẩy đít Lục Nhượng vào câu lạc bộ kịch, chỉ vì có uy chát của Hoa Khôi mà bán rẻ anh em bạn bè quá. Hai cô gái đi đến câu lạc bộ kịch để tham gia, cùng lúc đó Cố Nhiên cũng đến. Học trưởng lớp 12 Khiêm Vũ đứng lên giới thiệu làm cho Khương Giai cười ngây ngốc. Cố Nhiên cứ nghĩ vì sự xuất hiện của mình nên cô mới vui như vậy. Đẹp trai làm người bình thường cũng khó. Tại lớp học, cô giáo trả bài kiểm tra tiếng Anh, cô khen bài của Tại Tại làm rất tốt, đạt điểm tối đa khiến cho cả lớp lại được fan trầm trồ. Cô giáo đã lấy bài làm của Tại Tại cho các bạn lớp 10A1 tham khảo, tí giờ ra chơi Tại Tại qua đó lấy nhé. Nghe đến lớp 10A1, Tại Tại vui vẻ đồng ý. Tan học, Tại Tại đến gặp Lục Nhượng ở thư viện. Cô muốn xin lại bài kiểm tra của mình, Lục Nhượng xin lỗi cô vì cầm nó ra tận đây, ui lần sau cứ cầm ra đây nhé, Tại Tại thích lắm. Lục Nhượng thu bài tập đứng dậy đi về, Tại Tại đuổi theo. Cậu học giỏi toán lý hóa nhưng tiếng Anh và văn lại hơi kém. Còn Tại học tiếng Anh và văn học rất giỏi, còn toán lý hóa của cô ba môn cộng lại chưa nổi 100 điểm. Tại Tại khen Lục Nhượng học rất giỏi, đừng chỉ vì một môn tiếng Anh bình thường mà xấu hổ với mọi người. Bên này cô giáo cũng gặp mẹ của Lục Nhượng, bà phản ánh tình hình cho mẹ Lục Nhượng rất chân thực. Mẹ của cậu thấy vậy liền chê bai dè bỉu cậu ngay, Lục Nhượng có em trai học hành xuất chúng, giờ đã nhảy cóc lên lớp 11 rồi. Còn Lục Nhượng vẫn phải để bà phiền lòng quá. Bà mẹ cũng không nói gì nhiều, nhưng mỗi lời bà nói như nhát dao xuyên qua tim Lục Nhượng. Tan học, Lục Nhượng đi tìm cô giáo giảng bài tiếng Anh cho cậu. Có rất nhiều chỗ cậu không hiểu, cô giáo vui vẻ khi có học trò chăm chỉ như thế. Đúng lúc Tại Tại cũng lên nộp bài cho cô, nhìn thấy Tại Tại cô giáo bảo cô kèm cho Lục Nhượng tiếng Anh, Tại Tại rất vui vẻ ngồi học cùng Lục Nhượng. Mặc dù môn tiếng Anh này hơi khó tiêu đối với Lục Nhượng nên Tại Tại phải nói đi nói lại hai lần, thầy giáo Mậu đi vào cũng thấy hai người kèm cho nhau rất hợp lý. Lục Nhượng có thể kèm toán cho Tại Tại và ngược lại Tại Tại kèm tiếng Anh cho Lục Nhượng, như vậy cả hai sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến. Lục Nhượng đồng ý với thầy rồi ra về. Thầy giáo còn chưa kịp hỏi gì thì Tại Tại đã nói chuyện của chúng em chưa có gì đâu, ủa chưa đánh đã khai rồi. Tan học, Tại Tại đi về cùng Lục Nhượng, cô tặng cậu cuốn sổ ghi chép bí kíp học tiếng Anh của cô. Bao nhiêu công thức và tự vụng tinh túy mà Tại Tại chất lọc đều có trong cuốn sổ này. Lục Nhượng cảm ơn Tại Tại nhưng anh không muốn nhận nó. Về đến nhà Lục Nhượng, mẹ anh giới thiệu cô giáo dạy tiếng Anh của em trai Lục Lễ cho cậu. Bà giáo này tỏ vẻ thanh cao không muốn dạy cho người mất gốc. Vì nể mặt Lục Lễ nên bà miễn cưỡng dạy cho Lục Nhượng. Cậu nghe thấy vậy liền nói với mẹ đã tìm được giáo viên dạy tiếng Anh rồi. Ít ra người Lục Nhượng tìm là thực sự muốn dạy cậu học chứ không phải là ép buộc hay miễn cưỡng. Tại Tại trong cửa hàng tiện lợi nhìn thấy Lục Nhượng, cô vội vã đuổi theo và mời cậu ăn thử xiên bẩn. Lục Nhượng thấy ngon quá, không kìm được ăn hết mấy xiên liền. Ăn chơi no nê chán chê thì hai người cùng nhau đi về. Tại Tại hứa sẽ nghiêm túc dạy cậu tiếng Anh, còn Lục Nhượng sẽ dạy lại cô toán lý hóa. So với cô thì cậu thiệt hơn rất nhiều nên đừng ngại. Hai người trao đổi WeChat với nhau để kết nối online lẫn offline. Về nhà, Tại Tại sung sướng, cô chưa bao giờ có bước tiến mạnh mẽ với cờ rút như này. Chuyển cảnh, hôm nay là ngày chủ nhật, Tại Tại mặc chiếc áo xinh xắn đến gặp Lục Nhượng, hai người hẹn nhau qua quán cà phê yên tĩnh ngồi học. Hôm nay là buổi Tại Tại kèm tiếng Anh cho Lục Nhượng, cô yêu cầu anh phải về học một ngày ít nhất 50 từ mới, như vậy mới có thể làm quen với môn tiếng Anh. Lục Nhượng đồng ý và bắt đầu từ hôm nay giao kèo dạy chéo của hai người chính thức bắt đầu. Ngày hôm sau tại sân thể dục, Tại Tại cà rốt môn bóng rổ quá nên thầy giáo bắt cô ở lại tập luyện, không may đường bóng đi hơi xa. Mấy thằng giờ hơi lớp trên nhặt bóng của Tại Tại lại gần cô rồi ra rẻ đàn anh muốn dạy bóng cho Tại Tại. Chu choa mà ơi, ai đó muốn dạy thì cũng phải giỏi thì mới dạy được chứ. Đâu phải chó mèo cũng có thể dạy được đâu. Lục Nhượng thấy mấy tên này tự nhiên gây sự nên đành thách đấu với bọn nó. Cậu ghi điểm liên tục khiến cho Tại Tại sung sướng reo lên. Đúng là cờ rút của mình làm gì cũng tỏa con nhà bà sáng. Cuối cùng mấy thằng dở hơi kia thua nhục mặt trả lại bóng cho Tại Tại. Cô mỉm cười rồi ra hiệu cho Lục Nhượng ra ngoài gặp nhau. Khương Giai nhìn theo bóng lưng Tại Tại đi thì Khiêm Vũ đi vào. Mắt Khương Giai sáng lên như hai đèn pha ô tô. Cô khen đàn anh ngầu quá thì Cố Nhiên tưởng khen mình. Cậu ảo tưởng mỉm cười rồi đắc ý với Quan Phóng. Cố Nhiên ngồi cạnh Quan Phóng thấy ngượng ngùng thay, thích mình có cần như thế không, ở đây lại còn đông người nữa chứ.
Đến khi Khương Giai đứng lên cổ vũ cho Khiêm Vũ thì Cố Nhiên mới bắt đầu vỡ mộng, tại quán nước quan phóng bên cạnh cười một trận hả hê về độ ảo tưởng của cậu bạn. Hóa ra những lần Khương Giai hướng ánh mắt về Cố Nhiên mỉm cười chỉ là vô tình Khiêm Vũ cũng đi về hướng nó. Còn lần học quân sự chỉ vì nhầm tên của Cố Nhiên và Lục Nhưỡng nên cô mới khen cậu. Chứ sâu thẳm trong tâm trí cô thì cậu chỉ là một tên vô duyên háo thắng và thường xuyên quên uống thuốc an thần. Cố Nhiên nói Khiêm Vũ và anh quen nhau. Anh ta có gì nổi tiếng gì đâu, chỉ bình thường thôi. Khương Giai nghe thấy Cố Nhiên quen được cờ rút của mình thì ngỏ ý muốn mời anh bữa trà sữa. Cô còn cứ liên tục đi theo cậu bạn để xin WeChat của Khiêm Vũ. Sáng hôm sau tại căng tin của trường, Tại Tại nở nụ cười liên tục, cô mời hết mấy người bạn đang mua đồ trong tiệm tạp hóa. Chọn thoải mái tí, Tại Tại trả tiền cho. Khương Giai thấy vậy liền tò mò. Tại Tại mua đồ ăn vặt mang vào lớp cho Lục Nhượng, còn viết một mẩu giấy chứa chan tình cảm của cô dán lên nó. Tại lớp 10A, một cô bạn tên Chân Hân về chỗ ngồi thì không thấy quỹ lớp mình kẹp trong lá thư đâu. Cô ta chạy vội lên báo cáo với giáo viên chủ nhiệm là có trộm. Tên trộm đó lấy mất quỹ lớp rồi. Chân Hân còn nhấn mạnh là cô ta đi chỉ có 10 phút thôi. Lúc về thì thấy Tại Tại ở trong lớp mình rồi đi ra. Thầy quản sinh check camera thì thấy Tại Tại có đến lớp 10A1. Cả Chân Hân và Tại Tại cùng lên văn phòng. Tại Tại nói với tất cả thầy cô rằng cô không lấy quỹ lớp, cô đến đó chỉ tìm bạn mà thôi. Chân Hân còn nhắc đến chuyện sáng nay Tại Tại mời các bạn mua đồ trong căng tin. Chuyện đó là của sáng nay, lúc đó quỹ lớp của Chân Hân vẫn còn. Nếu nghi ngờ Tại Tại lấy tiền thì cả Chân Hân cũng ở diện tình nghi chứ không phải cô ta cứ đi chứng minh là Tại Tại lấy quỹ lớp. Thầy cô nghe cũng có lý, nhưng dù sao thì Tại Tại cũng tự ý đi vào lớp 10A1 nên phải có lý do thích đáng. Lục Nhượng đi đến nói Tại Tại đến tìm cậu. Cậu nói rằng Tại Tại đến để đưa cho cậu cuốn sổ ghi chép bí kíp tiếng Anh nên cô ấy có lý do chính đáng. Chân Hân một mực không tin và đổ lỗi chỉ có Tại Tại đi vào thì quỹ lớp mới bị mất. Thầy giáo muốn điều tra kỹ hơn chứ đừng vì một hành động nhỏ của Tại Tại mà một mực đổ oan cho cô bạn lấy trộm tiền. Cô giáo cũng đồng ý với thầy chủ nhiệm sẽ điều tra nguyên nhân mất tiền. Ba người được thả về lớp, Tại Tại giải thích cô vào để đưa đồ cho Lục Nhượng thôi, chứ không có nhòm ngó gì, và lại cô cũng không biết hôm nay lớp cậu bạn thu tiền quý lớp. Lục Nhượng mỉm cười bảo Tại Tại không phải giải thích. Cậu hiểu con người của cô như nào? Tại lớp 10A1, cả lớp truyền thư nhau nói Tại Tại vào lớp lấy tiền quỹ lớp. Lục Nhượng cầm lá thư lên đọc qua thì nhét vào túi mình. Tối đến Tại Tại không về nhà mà đi đến bãi rác tìm rác của lớp A1 để chứng minh cô trong sạch. Cô đi đến cũng nhìn thấy các bạn mình đang tìm thì Tại Tại cảm động rơi nước mắt. Đến ngày hôm sau, cả ba cậu bạn Lục Nhượng, Cố Nhiên và Quan Phóng vẫn miệt mài đi tìm. Thấy Chân Hân bình thản chuyện mất quỹ lớp thì Cố Nhiên cũng phải nổi giận đến nói với cô ta vài câu. Chân Hân thấy mình tự nhiên bị chửi thì nổi giận mang hết sách vở của mình lên bàn. Sờ thấy một quyển hơi dày thì cô ta giật mình không dám cho lên, mở ra mới biết đó là quỹ lớp. Chân Hân lu loa lên nói rằng hôm qua cô ta không tìm thấy quỹ lớp thật. Nhìn thấy Lục Nhượng, Chân Hân nói xin lỗi cậu vì đã lôi cậu vào chuyện không đáng, nhưng người cô ta phải xin lỗi là Tại Tại chứ không phải Lục Nhượng. Tại Tại nghe thấy tin mình bị oan cũng phải đi đến đòi lại công bằng. Dám đổ oan cho bà à? Chân Hân hát bài Nắng Chiếu Lung Linh Muôn Hoa Vàng, mình xin lỗi được chưa? Tại Tại nghe thấy lời xin lỗi cho có thì cô nói lại khái niệm xin lỗi là như nào cho Chân Hân nghe. Nói rồi cô quay người bỏ đi, các bạn xung quanh đều thấy cô ngầu lòi vãi trưởng. Tan học, Tại Tại mời mọi người bữa chè ngon của bà Quan Phóng. Ở đây cô cũng nói lời cảm ơn mọi người vì đã giúp cô giải oan. Chuyển cạnh tại trường học, Tại Tại dò điểm cho Lục Nhượng thì thấy điểm tiếng Anh của cậu tăng lên 20 điểm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà điểm số thay đổi đáng kể, còn Tại Tại thì khác, ngoài văn Anh ra thì mấy môn toán lý của cô đều hạng best của lớp. Cơ mà lần đầu cô thì toán được điểm trên trung bình, nên như vậy cũng rất vui rồi. Tối đến, Lục Nhượng đứng đợi Tại Tại ở trạm xe buýt. Tại Tại đi đến tặng Lục Nhượng con gấu bông, đây coi như phần thưởng cho cậu vì cậu đã cố gắng. Về đến nhà, Lục Nhượng chạm vào bụng con gấu đó, nó còn phát ra tiếng nói chúc mừng cậu nữa. Bất giác Lục Nhượng mỉm cười. Sáng ngày hôm sau, thầy giáo lớp 10A9 thông báo nhà trường tổ chức vận hội thể thao. Mỗi bạn phải đăng ký một tiết mục thể thao để tham gia vận hội. Tại Tại và Khương Giai tham gia chạy bền. Còn ở bên lớp 10A1, Cố Nhiên và Lục Nhượng chân dài tham gia chạy tiếp sức 100m. Sáng hôm nay Tại Tại không phải đi làm nên cô đã rủ Lục Nhượng đi chơi. Đến chỗ hẹn nhìn thấy con chó của cậu bạn nhảy ra, cô bất giác ngã xe. Lục Nhượng thấy vậy chạy ra muốn chở Tại Tại đến bệnh viện. Cô hỏi chú chó ở nhà tên là gì, trông nó oai quá. Cậu trời lời tên nó là Bánh Xốp. Cách đọc Bánh Xốp cũng trùng với tên ở nhà của Tại Tại là Toto. Đến bệnh viện, bố của Cố Nhiên sơ cứu qua cho Tại Tại. Khương Giai đi đến mua đồ ăn cho hai người thì gặp bố của Cố Nhiên. Cô chợt nhớ ra ông cũng quen bố của Khiêm Vũ nên đã rất cởi mở làm quen. Dưới con mắt của bố Cố Nhiên thì cô chỉ là một đứa trẻ, nên ông cũng vui vẻ nói chuyện. Cố Nhiên đi đến thấy bố mình và Khương Giai nói chuyện, cậu đứng núp vào tường nghe câu được câu chăng. Cuối cùng Cố Nhiên tưởng Khương Giai bị ung thư giai đoạn cuối, cậu đi đến nhìn chằm chằm vào cô, mặc kệ cho ông bố hỏi chìa khóa của ông đâu. Cố Nhiên xin lỗi Khương Giai vì đã hay cà khịa cô,
Đồ ăn vặt hôm trước cô mua là cậu ăn vụng hết, chiếc cốc cô mới mua cũng là cậu làm vỡ. Ngay cả quả bóng rơi trúng đầu cô cũng là do cậu đáp vào, bao nhiêu vùng kín trong người Cố Nhiên phun ra hết. Khương Giai nghe vậy thì hỏi sao hôm đó cô đen đủi vậy? Cố Nhiên hỏi Khương Giai bị vậy bao lâu rồi? Nếu như cậu không nghe lén thì cô sẽ không bao giờ nói cho cậu biết phải không? Đừng giấu nữa, cậu biết cả rồi. Khương Giai mơ hồ chẳng hiểu gì. Tại Tại đi đến với đôi chân khập khiễng gọi tên Cố Nhiên. Cậu quay lại hỏi bố vừa nãy nói hy vọng cái gì? Khương Giai giật mình bịt mồm Cố Nhiên lại rồi kéo cả lũ đi. Chứ để mọi người nghe thấy thì cô đào lỗ chui xuống. Xuống dưới sân bốn người chia ra làm hai phe đi về. Cố Nhiên cùng Khương Giai lên xe buýt. Cô nói tuần sau cô thi chạy 1.000m thì có chuyện gì xảy ra chứ? Còn bên này Lục Nhượng cũng đưa Tại Tại lên nhà. Cô bảo cậu nhanh đi đón bánh sốt đi, đừng giao cho người ngoài trông lâu quá. Lục Nhượng đồng ý ra về. Về đến nhà Tại Tại, bố cô muốn ngày mai chở cô cùng đi học. Con đường chỗ bố Tại Tại đi làm đang sửa nên đành phải đi đường phía cô. Đã vậy, ông còn kể hôm nay thấy mấy đứa học sinh còn chở nhau trên xe đạp. Tại Tại còn nhỏ vậy không được học theo đâu. Tại Tại giật bắn cả mình nói mình không bao giờ như thế rồi chạy về phòng. Ngày thế vận hội thể thao cũng đã đến, Khương Giai và Tại Tại cũng đi xem. Tiết mục nào cũng chán gần chết, cô đổi ý sang bên kia xem các thầy thi biết đâu lại hay hơn bên này, nhưng mà không còn chán hơn cả học sinh. Thế mà thầy Mậu khoe mình chơi bóng rổ đỉnh lắm, Tại Tại cầm theo máy ảnh chụp ảnh cuộc thi thế vận hội. Cô bên này cổ vũ cho nam thần lớp 10A4 rất nhiệt tình thì Lục Nhượng đi đến. Ôi má ơi Lục Nhượng ơi, em chỉ cổ vũ cho một mình anh thôi, em không cổ vũ cho bố con thằng nào khác ngoài anh đâu. Lục Nhượng thấy loa đọc nam sinh thi 100m thì cậu về chỗ mình thi, Tại Tại chạy theo nói cô sẽ cổ vũ cho cậu, nếu được thì cô sẽ mượn cái loa cổ vũ cho thật to. Bên này Khương Giai đi tìm Tại Tại thì thấy đàn anh Khiêm Vũ đang dựa cột ngắm nhìn thì Cố Nhiên đi đến muốn giúp cô tỏ tình với Khiêm Vũ. Khương Giai giật mình liên quan gì mà giúp người ta, cô bịt mồm Cố Nhiên lại, cậu đòi nước trên tay cô, còn yêu cầu cô mở nước. Thấy hành động của Khương Giai thành khẩn như thế Cố Nhiên tạm chấp nhận, Tại Tại bên này cũng chạy đến đưa nước cho Lục Nhượng. Cô khen cậu rất giỏi, được huy chương bạc là quá xuất sắc rồi. Lục Nhượng trao lại tấm huy chương đó cho Tại Tại. Bây giờ cô phải về lớp chụp ảnh tập thể rồi. Tại Tại tạm biệt Lục Nhượng. Sáng hôm sau thầy Mậu đứng trước lớp khen thành tích của Tại Tại rất tốt. Mới đầu vào năm học, điểm toán của cô không đạt. Nhưng từ lúc có Lục Nhượng kèm cho thì điểm tăng vọt. Bên lớp A một cô giáo cũng lấy ví dụ của Lục Nhượng được Tại Tại kèm cho môn tiếng Anh. Điểm từ 80 lên đến 100 điểm. Vì thế hôm nay cô và thầy Mậu để trống hai tiết cho hai lớp đi lại giao lưu với nhau. Tại Tại ở lớp sửa soạn rất kỹ, cô soi gương đến nỗi mờ cả gương, Tại Tại cũng hồi hộp lo lắng mình sẽ nói sai. Dù sao đây là lần đầu cô đứng trước một lớp ngoài để nói, thế nhưng Tại Tại sang lớp A1 chia sẻ kinh nghiệm học môn tiếng Anh của mình thì được các bạn bên đây đón nhận rất nhiệt tình. Ai cũng muốn Tại Tại dạy kèm cho, Lục Nhượng thấy thế liền kéo cô đi về. Xuống đến sân trường cô hứa với cậu cho dù có kèm 100 người thì người mà cô tận tâm nhất vẫn chính là Lục Nhượng. Tại câu lạc bộ kịch Chân Hân mời mọi người ăn bánh để cô ta được nhận vai công chúa. Trưởng câu lạc bộ đọc phiếu bầu lên thì Tại Tại được vào vai. Chân Hân không phục đi gặp câu lạc bộ trưởng. Đàn anh chỉ mỉm cười đã tham gia câu lạc bộ kịch thì nên trân trọng mọi vai diễn. Chân Hân tức tối đi về. Tối đến Tại Tại mơ màng vui sướng vì nhận được vai công chúa trong vở kịch. Sáng chủ nhật, Tại Tại đến nhà Lục Nhượng để cậu dạy kèm cho cô. Lục Nhượng chấm bài thi của Tại Tại thì cô chỉ được có 85 điểm thôi. Cô thêm 5 điểm cũng khó vậy sao? Có tiếng mở cửa, Tại Tại tưởng người nhà của Lục Dương về. Đây cũng là lúc phải thể hiện gì đó, Tại Tại quay người cúi chào người nhà Lục Dương thì phát hiện đó là thầy Mậu. Gì chứ sao lại gặp thầy giáo chủ nhiệm ở đây, hóa ra thầy chính là cậu ruột của Lục Nhượng. Thầy yêu cầu Lục Nhượng giảng lại bài cho Tại Tại một lượt. Chỗ nào cô không hiểu thì giảng hai lượt, thầy cũng rất chi là tạo điều kiện cho đôi chim di hẹn hò với nhau đấy nhé. Tí có muộn quá thì bảo cháu thầy đưa về nhà không phải phờ lo. Tối đến hai bạn trẻ cùng nhau đi trên đường, mỗi lần ở bên Lục Nhượng thì Tại Tại đều cảm thấy rất vui. Sáng hôm sau mọi người tập trung ở nhà quan phóng để tập kịch, Tại Tại vào vai công chúa, còn Lục Nhượng vào vai hoàng tử, cậu đọc lời thoại như ai tra tấn. Ngang phè phè không cảm xúc lại còn ngắt quãng không đúng nhịp, thôi thì cả năm người đành phải học thuộc kịch bản lại một lần nữa để Lục Nhượng rèn lại cảm xúc của mình. Quan phóng ra ngoài đeo tai nghe để học thoại, đúng lúc bà về thấy giày dép của cậu xếp lung tung phèo, đã thế còn đọc đúng lời thoại nói bà là người hầu của cậu. Bà tuy già nhưng sức khỏe còn nhiều, không dần cho một trận thì lại bảo bà vui tính. Các bạn thấy cảnh bạo lực gia đình này thì đều mở cửa ra xem. Thế rồi năm người cùng giải thích cho bà quan phóng hiểu họ chỉ đang tập kịch thôi. Vậy là bà quan phóng đã giúp cháu mình và các bạn nhỏ học thuộc lời thoại. Ngày diễn kịch cũng đã đến, nhóm tập kịch ai cũng hồi hộp lo lắng đọc lại lời thoại một lần nữa, đến tiết mục của câu lạc bộ kịch. Tại Tại xuất hiện trong vai cô bé lọ lem xinh đẹp dạng người, Lục Nhượng trong vai hoàng tử lạnh lùng muốn mang chiếc giày thủy tinh đi tìm vợ. Đến khi Tại Tại thay bộ váy mới màu trắng xinh đẹp bước ra, nói với hoàng tử Lục Nhượng rằng chàng giống như vầng trăng tên cao soi sáng xuống mặt biển đen tối. Hóa ra mỗi người con gái khi đối diện với người mình thích đều là công chúa,
Lục Dương nghe thấy liền đến lại gần nắm tay Tại Tại rồi kết thúc vở diễn kịch. Vào trong khán đài, cô đưa cho cậu một chiếc thạch rau câu rồi nói cậu diễn rất hay, mặc bộ này cũng rất đẹp trai. Các bạn đi vào cũng khen hai người trông rất đẹp đôi, quan phóng chụp cho hai người một bức ảnh để làm kỷ niệm. Diễn xong vở kịch cô bé lọ lem thì Tại Tại trở thành idol của trường. Quan phóng nói với Lục Nhượng lọ lem của cậu sắp bị người ta bế đi rồi, còn đứng ở đó. Không ghen hay sao? Lục Nhượng tức tối bỏ đi. Trên đường về nhà, bóng dáng của hai người sáng nhất con đường. Lục Nhượng im lặng nghe hết những câu chuyện của Tại Tại. Cuối con đường cậu tạm biệt cô và hẹn mai gặp lại. Sáng hôm sau cố nhiên đi bộ một mình trên đường thì có hai thanh niên giả danh tri thức đi theo. Thì ra hai thằng này là người gây sự với Tại Tại trong nhà đa năng và thua bóng rổ sấp mặt lờ trước cố nhiên và Lục Nhượng. Hôm nay hai thằng này lại ngứa vẩy đến cà khịa cố nhiên, cậy hai bắt nạt một, chúng nó bắt đầu định động chân động tay gì đó thì Khương Giai đến. Cô bảo cố nhiên ra đứng sau cô để cô bảo vệ cậu. Trong bóng dáng của cô rất là chiến, thể hiện mình vừa lên đai đai, nhưng một nốt nhạc sau thì chuồn là thượng sách. Nhờ chân dài chạy nhanh nên hai người thoát khỏi hai tên côn đồ kia. Chuyển cảnh tại thủy cung, Lục Nhượng hẹn Tại Tại đến đây. Cô tỏ ra am hiểu các loài động vật dưới biên nhưng sai bét. Có ba mẹ con nhà nọ cũng đến xem thủy cung. Bà mẹ bảo hai đứa con của mình phải giống Tại Tại, yêu quý các loài động vật dưới biển. Chưa dứt lời thì Tại Tại nhìn thấy con bạch tuộc, khen nó mà hấp lá ổi xào tỏi chiên bơ thì ngon hết nước chấm. Một pha tự và đi vào lòng đất. Mẹ của hai bạn nhỏ kia tặng Tại Tại hai móc khóa hình con cá heo rất đáng yêu. Cô tạm biệt ba mẹ con rồi chạy đến nói với Lục Nhượng rằng khi mà cậu dắt tay và chơi cùng cậu bé đó thì cô tưởng tượng nhiều năm sau con của hai người cũng đáng yêu thế. Khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc, nói rồi Tại Tại đưa cho Lục Nhượng một móc khóa. Đây là kỷ niệm đầu tiên mà hai người có. Sáng hôm sau trong trường bàn tán xôn xao về ngày tận thế. Còn có nhiều nhà tiên tri nói rằng con người sắp bị diệt vong, Tại Tại và Lục Nhượng đến thư viện học bài. Cô hỏi cậu có điều gì mà cậu thấy nuối tiếc không? Lục Nhượng trả lời không vào trường Nghi Giang sớm để gặp Tại Tại. Cô nghe thấy vậy cũng mỉm cười vì nó cũng đúng là điều nuối tiếc của cô. Ngày hôm sau lớp A1 lên xe tham gia kỳ thi học sinh giỏi, hai cô gái bên này ngủ đến gần 10 giờ mới dậy thôi mà. Thấy đằng nào mình cũng muộn rồi nên ngủ thêm chút nữa. Lên xe buýt, Tại Tại làm mặt đau khổ lần đầu đi tàu cùng Lục Nhượng đã không thành hiện thực. Xuống đến xe buýt thì Khương Giai và Tại Tại gặp Lục Nhượng và Cố Nhiên. Bốn người đi về khách sạn, Lục Nhượng dặn dò Tại Tại mai 9 giờ thi đừng có mà ngủ quên đó. Tại Tại thấy cô sẽ không đi muộn nữa đâu rồi cô về phòng. Trong phòng có cô bạn đến từ Tô Dương, nghe chừng rất hâm mộ Lục Nhượng làm cho Tại Tại thấy không vui. Cờ rút của mình đâu phải ai muốn thích là thích được đâu. Ngày hôm sau thi xong thì Tại Tại đi ra cổng trường thấy ba người bạn ngồi như trại tị nạn đợi mình rồi. Thầy giáo trường Tô Dương cũng đi đến muốn Hạ Ninh dẫn mọi người đi chơi tham quan du lịch nơi đây. Tại Tại nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ thì cô buồn rầu, chẳng có nhẽ cô thua rồi sao. Khương Giai an ủi Tại Tại không sao đâu, nhất cự ly nhì tốc độ, kiểu gì cô cũng thắng. Hạ Ninh muốn đưa mọi người lên núi nhưng Tại Tại mệt rồi cô không muốn đi nữa. Cô từ chối leo lên cao và lấy đại một lý do để mọi người đi trước. Lục Nhượng cũng không đi cùng Hạ Ninh nữa mà rủ Tại Tại đi cáp treo. Hai người không biết về nơi này, tự đi tìm hiểu sẽ thấy thú vị hơn. Hai người cùng đi thăm thú khắp nơi và chụp nhiều ảnh, quay nhiều video để lưu lại làm kỷ niệm. Tối về Tại Tại nằm trên giường cười rung rốn. Trong khi Khương Giai đi bộ mỏi như hết cả chân, Khương Giai leo lên giường nằm cùng với Tại Tại. Cô bạn thân thấy Hạ Ninh kia cũng rất nhiệt tình xinh đẹp, còn mua cho mấy người họ rất nhiều đặc sản. Khương Giai đoán cô ả đó rất được săn đón trong trường. Tại Tại đi tìm Lục Nhượng thì thấy cậu đang cười hớ hớ bên cạnh Hạ Ninh, thật là đáng ghét mà. Cô lấy đại lý do nào đó rời đi thì cứ bị Lục Nhượng gọi lại. Hạ Ninh thấy vậy liền rời đi để cho hai người nói chuyện. Lục Nhượng không dám vào cùng phòng với Tại Tại. Cậu đứng ngoài đưa cho cô miếng rán sưởi ấm. Tại Tại nở nụ cười cảm ơn rồi Lục Nhượng quay về phòng. Kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, năm người bạn trở về nhà. Hạ Ninh ôm Tại Tại rồi thì thầm vào tai cô, hãy cố gắng chinh phục Lục Nhượng nhé. Ngồi trên xe buýt mọi người vẫn bàn nhau về ngày tận thế. Quan phóng nhắn tin cho bà nói rằng cậu rất yêu bà. Kiếp này được làm cháu của bà cậu thấy hạnh phúc nhất. Bà nhắn lại mày bị dở à, khiến cho mấy người phì cười. Tàu lăn bánh, ai cùng chìm vào giấc ngủ, thấy Lục Nhượng ngủ ngon lành. Tại Tại lấy điện thoại ra chụp lén cậu rồi đi ngủ tiếp. Lục Nhượng cũng vừa mở mắt dậy nhìn Tại Tại ngủ ngon lành rồi mỉm cười. Cố Nhiên thấy Khương Khương ngủ gật thì cũng cố ý đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Tự nhiên Quan phóng ngủ mơ nói mớ làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh dậy. Khương Giai thấy mình ngủ dựa trên vai Cố Nhiên chưa kịp nói gì thì cậu tỏ vẻ không thích khóc chịu, còn bắt cô nói cảm ơn. Khương Giai cũng nói cảm ơn cho xong rồi ngủ tiếp. Bây giờ là 11 giờ 55 phút rồi, 12 giờ đêm là tận thế thì Tại Tại muốn quay 5 phút cuối cùng để mọi người nói ra hết nỗi lòng mình. Quan phóng ngoài thích bà nội của mình ra thì cũng rất thích bản thân mình, cậu không có điều gì nuối tiếc cả. Đến Cố Nhiên cậu tiếc vì chưa được sang Mỹ xem bóng rổ và chưa được gặp cô B. Còn Khương Giai cô cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời, mua nước ngọt thì luôn trúng một chai, đi gắp gấu bông thì luôn được con mà mình thích nhất.
Vậy nên cô ở đây đoàn tàu này sẽ nhất định gặp may mắn. Đến lượt Lục Nhượng, cậu nói một phút cuối cùng của ngày tận thế cậu tặng lại cho Tại Tại. Nói rồi cầm máy ảnh quay về phía cô. Tại Tại ngây thơ hy vọng ngày tận thế không đến để cô cùng người quan trọng xây dựng tương lai. Còn 13 giây nữa là đến tận thế. Cố Nhiên đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Lục Nhượng cũng đeo tai nghe cho Tại Tại. Tất cả 5 người cùng mở mắt ra vui sướng khi tận thế không đến. Vậy là con người lại có hàng nghìn phút ở bên nhau rồi. Trở lại trường học, Quan Phóng tốt bụng đổi ca trực nhật với một cậu bạn trong lớp nên không thể đi về cùng 4 người bạn thân. Cố Nhiên tin chắc rằng thứ hai cậu bạn kia cũng chạy mất hút cho xem. Quan Phóng quá hiền lành và dễ tính. Nếu mà vào Cố Nhiên thì cậu ấy sẽ mặc kệ, để dạy cho mấy tên khôn lỏi cơ hội một trận. Từ ngày quen Quan Phóng đến giờ, Lục Nhượng cũng chưa thấy cậu ấy xích mích hay to tiếng với ai. Nếu dễ tính như thế thật thì quả không ổn chút nào. Ngày hôm sau, 4 người bạn đi đến quán chè của bà Quan Phóng. Có 2 tên lưu manh đến nói chè của bà cậu bị thiêu, chắc hẳn nói thế là có ý ăn không muốn trả tiền hoặc kiểu ăn vạ đây mà. Quan Phóng bảo bà đi vào để cậu chạy đến giải quyết 2 tên kia. Quan Phóng nhẹ nhàng ân cần nói chè nhà mình nguyên liệu mua theo ngày nên không có chuyện hỏng hay ôi thiêu đâu. 2 tên lưu manh đó vẫn cố chấp đòi ít tiền mua thuốc, vậy đây rõ ràng là ăn vạ đòi tiền mà. Quan Phóng vẫn ngoan ngoãn đưa tiền cho 2 tên đó rồi kéo hắn đi ra xa xa. Đến nơi vắng vẻ thì cậu đòi lại tiền, khuôn mặt bắt đầu sắc khí đằng đằng, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng sợ rồi. 2 tên kia phải nôn tiền ra trả lại cậu. Cố Nhiên thấy không yên tâm phải đi tìm Quan Phóng, cậu sợ bị người ta đấm cho vỡ mồm. Đến nơi thì Cố Nhiên thấy 2 tên kia biết điều rồi còn khoanh tay xin lỗi, cậu giơ thêm cú đấm dọa dọa rồi 2 thằng kia. Sau đó còn bắt chúng nó xin lỗi Quan Phóng nữa chứ. Cùng lúc đó, Khương Giai, Tại Tại và Lục Nhượng đi đến nhìn thấy cảnh Cố Nhiên tay chỉ trỏ trỏ trông rất là đậm chất đại ca. Cậu bảo chúng nó cút thì chúng nó cũng chạy mất dép. Khương Giai reo lên không ngờ Cố Nhiên lợi hại như thế. Cậu ta bắt đầu nói chuyện nhỏ ấy mà. Lần sau có bị ai bắt nạt thì cứ gọi cậu nha. Quan Phóng về đến nhà, bà rất lo lắng cho cậu. Bà nói rằng chỉ cần cậu không đánh nhau là được. Mấy người bạn bây giờ mà Quan Phóng chơi đều tốt lắm. Bà không mong cậu giống như trước đây nữa đâu. Bà làm món sườn mà cậu thích nhất rồi đó. Thứ hai cũng đã đến. Cậu bạn kia hưa đổi ca trực nhật với Quan Phóng giờ định đánh bài chuồn. Cố Nhiên gọi cậu ta lại thì cậu ta bảo không trực nhật được. Cố Nhiên bắt Quan Phóng phải yêu cầu cậu bạn kia trực nhật. Làm xong, Cố Nhiên vỗ vai cậu làm tốt lắm. Tan học, 4 người bạn ra về thì thấy Quan Phóng bị 2 thằng hôm qua chấn tiền gọi đại ca nó đến. Cậu không nói nhiều mà xông đến đánh nhau với 3 thằng này một trận. 4 người thấy bạn mình bị bắt nạt cũng xông đến ra mấy chiêu đuổi 3 thằng kia đi. Tối đến tất cả cùng về quán chè của bà Quan Phóng dọn dẹp. Tại đây cậu mới kể cho bạn mình nghe về tuổi nổi loạn. Tuy cũng không vẻ vang cho lắm lại còn chẳng ra thể thống gì. Đến khi cậu nhìn thấy bà mình vất vả chạy đi xin lỗi mấy người mà bị cậu đấm vỡ mồm thì Quan Phóng mới nhận ra những chuyện cậu làm luôn có người gồng gánh thay cậu. Từ đó về sau, Quan Phóng đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ gây sự hay đánh nhau gì nữa. Và cậu hỏi mọi người, quá khứ của cậu như vậy mọi người có muốn chơi với cậu nữa không? Tại Tại nói cậu như thế trông rất là ngầu đó. Có gì mà không chơi nữa. Sáng hôm sau đầu Quan Phóng cứ phải quay sang một bên vì hôm qua đánh nhau hăng quá, trông nhìn tấu hài vãi trưởng. Năm mới đang đến gần, Tại Tại và bố cùng nhau trang trí chữ phúc lộc thọ và chúc mừng năm mới quanh nhà. Tại Tại đòi mẹ mình mua cho một đôi giày mới. Bố cô cũng nhân cơ hội này đòi nóc nhà mua cho mình chiếc thắt lưng mới. Tại Tại chụp lại nhà mình gửi cho Lục Nhượng xem. Tại Tại vui vẻ bên gia đình mình, còn Lục Nhượng cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Tết này cậu tình nguyện đi đến thư viện và đưa bánh xốp ra biển chơi. Mấy hôm nữa Lục Nhượng sẽ về Tô Dương chơi, quay lại nhà Tại Tại. Bố và mẹ cô cũng có chuyến về Tô Dương chơi nên Tại Tại muốn đi theo. Cô không ăn cơm nữa đi vào chuẩn bị đồ về Tô Dương đây. Tại Tại về phòng gọi điện thông báo cho Lục Nhượng mấy hôm nữa cô cùng về Tô Dương cùng với cậu. Còn Lục Nhượng vui mừng nói mấy câu may mắn đến với cô. Sáng hôm sau ra, Tại Tại lên đường về Tô Dương, cô lên xe nhắn một tin thông báo cho Lục Nhượng. Ở nhà Lục Nhượng lúc này cũng có chú và dì đến chơi. Trong mắt người lớn thì cậu có tính cách dị hợm ít nói. Nói về kỳ thi thì trong mắt em trai Lễ Lục cậu thua xa Lục Lễ. Ngay cả bản thân Lục Lễ bị đem ra so sánh như vậy cũng không hề thích thú một chút nào. Tại Tô Dương, Tại Tại vừa về đến nơi thì cậu em nhà chú dì muốn cô dẫn đi siêu thị. Ở đây có khu vực giảm giá khuyến mãi nên Tại Tại thể hiện trình độ đi shopping săn sale với các bà các mẹ. Và đương nhiên cô không phải đối thủ của họ rồi. Lục Nhượng đi đến gọi Tại Tại ra khỏi mớ hỗn độn đó. Cả cô và cậu cùng cậu em Lạc Lạc kia đi về. Trên đường mấy camera chạy bằng cơm tưởng họ là một gia đình nên đã bắn tin về cho mẹ Tại Tại. Mẹ cô ở nhà 3 máu 6 cơn tranh luận với bố Tại Tại, cô vẫn còn nhỏ chưa đến tuổi yêu. Bố Tại Tại hứa sẽ ngăn cấm hết mấy anh chàng không mời mà đến vây quanh con gái mình. Tại Tại và Lục Nhượng vừa về đến nhà thì bố cô ra cầm cán chổi xông phi vào mặt cậu luôn. Tại Tại giới thiệu đây là bạn dạy kèm môn lý cho mình nên bố mẹ cô quay ngay 180 độ tiếp đón nồng nhiệt với Lục Nhượng. Mẹ Tại Tại còn gọi cậu với cái tên vô cùng thân con nhà bà thương là Tiểu Nhượng. Ông bố cũng mời Lục Nhượng ở lại ăn cơm. Bữa cơm kết thúc, cơm bố Tại Tại bảo mẹ cô quay nhanh thái độ quá.
Bà thấy mình cũng hơi khắt khe, lúc ở tầm tuổi Tại Tại bà cũng có mấy mối tình học trò đẹp đẽ, vâng không phải một mà mấy mối tình cơ. Tại Tại cùng Lục Nhượng đi dạo trên đường, cô hỏi cậu ở nhà cô hôm nay như thế nào. Lục Nhượng trả lời cậu rất vui, dù sao đối với nhà cậu thì ăn cơm chỉ như một nghĩa vụ thôi, không ai nói chuyện với ai. Tại Tại thấy như vậy thì chán chết, bên này ở nhà Cố Nhiên. Cậu cũng đang cùng bố xem chương trình trên TV, Cố Nhiên muốn gọi mẹ cùng ra xem nhưng mẹ cậu có ca trực đột xuất không xem cùng cậu. Ngồi được một lúc còn chưa kịp ấm chỗ thì bố Cố Nhiên cũng bận nghe điện thoại công việc đi về phòng, Khương Giai gọi điện đến chúc mừng năm mới Cố Nhiên. Cuộc gọi của cô như sưởi ấm trái tim cậu, cô vui vẻ hồn nhiên khiến cho Cố Nhiên mỉm cười, năm mới đã đến pháo hoa nổ tung phát sáng cả bầu trời. Quan phóng ngoan ngoan bên bà cùng bà đón giao thừa, Khương Giai cũng chúc mừng năm mới Cố Nhiên. Tại Tại cũng vậy, năm người hạnh phúc vui vẻ trong đêm giao thừa. Snatch hôm sau Tại Tại trở về nhà, mọi người đều mang quà cáp cho gia đình cô. Chuyển cảnh đến nhà Khương Giai, mấy ngày Tết tranh thủ được nghỉ, cô nằm ngủ có 12 tiếng một ngày chứ có nhiều đâu. Vậy mà bố cô lôi cô dạy bê giỏi hoa quả nặng đến nhà bác sĩ Cố chơi Tết. Khương Giai đang nhắn tin cho Cố Nhiên mình đến nhà bác sĩ mà bố cô quen. Cô than thở phải xách giỏ hoa quả nặng trĩu, Cố Nhiên cũng không quên cà khịa Khương Giai mấy câu. Đến nhà Cố Nhiên, cậu ra mở cửa cho khách vào, cánh cửa mở ra thì cả Khương Giai lẫn Cố Nhiên đều giật mình. Vào trong nhà ngồi, Cố Nhiên mặc bộ quần áo Pikachu màu vàng xích khiến Khương Giai buồn cười quá. Cô chụp lại một kiểu ảnh để sau này chúc mừng sinh nhật cho bõ bèn. Cố Nhiên dẫn Khương Giai về phòng bảo cô cứ tự nhiên. Ngồi ngoài kia nghe người lớn nói chuyện chán ngắt, phòng của cậu hơi bừa bộn xíu nhưng Khương Giai chỉ để ý bức ảnh trên bàn. Đằng sau Cố Nhiên là Khiêm Vũ, chụp bừa thôi mà mặt ảnh cũng đẹp trai quá. Cố Nhiên thấy Khương Giai không có khen mình nên cậu cũng không bận tâm. Cô muốn mở máy tính của cậu lên để chơi game, nhưng mà cậu chợt nhớ ra hôm qua ghép ảnh chế vào mắt cô nên đã đứng dậy bịt mắt Khương Giai lại. Nhanh chóng tắt màn hình mở sẵn game cho cô chơi, Khương Giai thấy điều kỳ lạ nên đã nhất quyết đòi xem máy tính của Cố Nhiên bằng được, để bà bắt được bằng chứng quan trọng thì mày chết với bà. Ông bố Cố Nhiên bên ngoài đang tâng bốc con trai biết chăm sóc con gái lắm, còn bố Khương Giai cũng khen con gái mình thùy mị nết na y chang như những gì ông đã dạy. Nhưng không, hai người cãi nhau to quá mẹ của Cố Nhiên phải đi vào xem. Ngày hôm sau tại nhà Cố Nhiên, bố mẹ cậu thông báo hai người họ phải đến hội nguyên chi viện. Đợt này đang vào mùa cúm nên họ cũng không thể làm ngơ trước sự cầu cứu của bà con nơi đó. Cố Nhiên mặt thì cười nói vui vẻ nhưng sâu bên trong cậu nước mắt là biển rộng. Cố Nhiên đi về phòng gõ tên con phố hội nguyên đó ra thì trên mạng thông tin về cúm rất nhiều. Tối đến bố mẹ sắp xếp quần áo thì Cố Nhiên cũng lặng lẽ mang lọ thuốc cúm giặt vào vali cho họ. Chuỗi ngày bố mẹ đi vắng cậu chỉ ăn mì tôm cho qua bữa. Mẹ cậu gọi về hỏi thăm tình hình sức khỏe thì Cố Nhiên nói họ yên tâm đi chi viện đi, anh không sao, chưa nói thêm được câu gì thì mẹ đã cúp máy, bận thật ấy. Quan phóng bên nhà cũng đang rất lo lắng cho Cố Nhiên, một phút trước còn nhắn tin làm phiền cậu. Một phút sau gọi lại không bắt máy, quan phóng gọi điện cho Khương Giai xin địa chỉ nhà Cố Nhiên để cậu đến xem. Khương Giai nói để cô đi cho vì nhà cô gần hơn nhà quan phóng. Cô đến nơi thì thấy cậu bị cúm sốt rất cao, Khương Giai gọi điện cho quan phóng bảo cậu đến đây luôn đi. Chứ một mình cô không biết phải làm sao, cô lau người nhẹ nhàng cho Cố Nhiên để cậu hạ sốt. Mặt bình thường trông ảo tưởng ngứa đòn thế mà lúc bị bệnh trông tội nghiệp quá. Khương Giai lau người xong ngồi bên cạnh giường ngủ gật gà gật gù, được một lúc Cố Nhiên tỉnh dậy. Cậu thấy đỡ hơn nhiều rồi, Khương Giai đứng dậy xem quan phóng đến chưa thì cô vấp té ngã vào lòng Khương Giai, ây ra tê con miệng nó chân rồi. Cô tập tễnh chạy ra đón quan phóng đến nhà sắm hành lý vali khăn gói quả mướp lên đường đi đến nhà cậu ở với bà. Cố Nhiên cũng rất thích điều này, cậu tự giác kéo vali đến nhà quan phóng ở luôn, đến nhà quan phóng Cố Nhiên ngước nhìn lên bầu trời. Khương Giai đi lên thì Cố Nhiên kể những nỗi cô đơn mà mình đang gặp phải, ngày còn bé hay đến bây giờ đã 17 tuổi cậu luôn phải ở nhà một mình. Cố Nhiên muốn ốm một lần để bố mẹ quan tâm đến cậu hơn, nhưng mỗi lần như thế cậu đều thua họ. Cố Nhiên cũng cảm ơn Khương Giai, nhờ có cô mà cậu cười nhiều hơn mỗi ngày. Khương Giai cũng mỉm cười nói mặt cậu trông hợp với cười hơn. Sáng hôm sau tin nhắn của Lục Nhượng kêu tinh tinh liên tục, hóa ra là của quan phóng và Cố Nhiên, mới sáng sớm ra đã ồn ào quá. Tối hôm đó thần linh hiển thị kéo vong hồn của Lục Nhượng sang nhà quan phóng ngủ. Nửa đêm quan phóng tỉnh dậy kéo chăn lên cho hai cậu bạn thì họ mở mắt hình viên đạn ra nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Sau đó Cố Nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ, bà nói dịch cúm ở đây được khống chế rồi, vậy nên chỉ còn một tuần nữa là bố mẹ cậu về, vẫn còn tận một tuần nữa cơ mà. Lục Nhượng cũng đi lên đưa Cố Nhiên máy nghe nhạc Megapixel 3 rồi hai người không nói gì quay lại phòng ngủ. Ba anh thanh niên cao to cùng chen chúc trên nền nhà chật chội nhưng ai cũng ngủ rất ngon. Chuyển cảnh tại trường học hôm nay khối 10 có buổi nghe thuyết trình của sinh viên đại học về. Năm người bạn ngồi lắng nghe buổi thuyết trình này. Giảng viên có vẻ trẻ nên rất hiểu tâm tư tình cảm của các bạn, nói câu nào chúng tim đen câu đó. Ngay khi ai đó trở nên đặc biệt thì ánh mắt không kìm chế mà nhìn về người đó, cho dù người đó mỉm cười hay chau mày cũng đủ để chúng ta để tâm. Buổi thuyết trình kết thúc,
năm người bạn đi mua đồ ăn vặt thì Cố Nhiên nói chẳng thấy ông thầy kia nói đúng gì cả, gì mà thích một người cứ phải lén lén lút lút. Sau này cậu mà thích ai chắc phải show cho cả thiên hạ biết, Khương Giai hôm qua lấy tiền mua chai thủy tinh rất đẹp rồi. Nên hôm nay cô hãy ăn chung đồ ăn với Tại Tại. Cố Nhiên thấy vậy liền bảo hôm nay anh mời, ai muốn mua gì thì mua. Riêng Khương Giai lấy ít thôi nhé. Cô mỉm cười khen Cố Nhiên hôm nay ngầu thật đó. Chỉ vì câu nói đó mà Cố Nhiên trên đường về cười như thằng dở hơi. Cố Nhiên vô tình thấy một cô bé đeo kẹp tóc giống Khương Giai. Cậu cũng vô tình khen Khương Giai kẹp chiếc kẹp tóc đó xinh hơn cô gái kia. Ánh mắt Quan Phóng và Lục Nhượng chuyển hướng về Cố Nhiên. Biết mình nói hớ nên cậu chữa ngượng khen trời hôm nay âm u nhưng rất đẹp khiến cho hai cậu bạn đi cùng khó hiểu quá. Tối đến Khương Giai lén vào lớp Khiêm Vũ đặt lọ thủy tinh hôm qua cô mới mua tặng cờ rút, nhưng anh chàng ngồi ở đâu cô còn không biết. Cố Nhiên mở cửa đi đến bảo Khương Giai ngốc quá, quà tặng mà không ghi tên thì ai biết cô tặng mà đưa, đối với Khương Giai chỉ cần được tặng thôi là đã thấy thích rồi. Cô nhẹ nhàng đặt hộp thủy tinh lên bàn Khiêm Vũ, không may làm rơi giấy tờ của học bá xuông. Cô phát hiện anh Khiêm Vũ sắp sang nước ngoài. Sáng hôm sau tan học, Khương Giai kể lại cho Tại Tại nghe. Cô quyết định rồi, cô sẽ viết thư tỏ tình anh ấy. Tối về vắt óc suy nghĩ mãi mới dặn ra được vài dòng. Sáng hôm sau cô đưa cho Tại Tại đọc. Cô bạn khen Khương Giai viết thư hay quá, nếu là cô thì cô cũng không biết viết gì. Lớp trưởng đi đến thu bài tập toán về nhà, Khương Giai nhanh nhảu đưa luôn quyển bài tập của hai cô cho lớp trưởng, trong đó có bức thư luôn. Vậy là bức thư bây giờ được lên phòng thầy giáo rồi. Lục Nhượng được thầy giáo bảo lên văn phòng lấy bài kiểm tra về. Cô bạn Trân Hân ở đây tò mò lôi bức thư của Khương Giai ra đọc. Vì nó ở trong cuốn sổ của Tại Tại nên cô à tưởng rằng Tại Tại viết thư cho người khác. Lục Nhượng không quan tâm mà giật lại. Cậu cảnh cáo cô à đừng nên sân si đọc thư của người khác, như vậy rất là vô duyên. Lục Nhượng kẹp lại lá thư vào sổ của Tại Tại. Cũng vừa đúng lúc Tại Tại đi đến lấy lá thư của Khương Giai về, giữa sân trường Lục Nhượng nhìn thấy Khương Giai và Tại Tại đang nói chuyện với một bạn nam. Cơn ghen nổi giận bùng bùng trong lòng cậu, đến tối cả hai người cùng đi về cùng nhau. Lục Nhượng đi nhanh hơn mọi ngày. Tại Tại thấy vậy liền hỏi có phải hôm nay anh không vui phải không? Cô tự nhiên nhớ ra lá thư của Khương Giai, có lẽ nào cậu ấy đang ghen. Tại Tại đứng trước mặt Lục Nhượng nói rằng hai người học chung với nhau lâu thế mà Lục Nhượng không nhớ được nét chữ của cô, buồn quá đi. Tại Tại phạt Lục Nhượng về xem lại nét chữ của cô 20 lần, còn hôm nay cô hành cô trong giờ thể dục thì cô sẽ tha thứ cho cậu. Sáng hôm sau tại trường học Khương Giai gặp Khiêm Vũ, anh ấy đến phòng giáo vụ xin con dấu, vậy là anh chàng sắp ra nước ngoài rồi. Anh tặng lại cho cô một vé xem hòa nhạc, Khương Giai vui sướng trong lúc ăn cứ cười mãi thôi. Cô khoe ra chiếc vé xem buổi hòa nhạc mà nghĩ chỉ có một mình mới có nhưng không. Quan Phóng bảo Khiêm Vũ phát cho mọi người vé đó như phát tờ rơi, mặt Khương Giai lại trùng xuống. Vậy là mình không phải người đặc biệt rồi, buổi đi xem hòa nhạc cũng đã đến, chỉ có mỗi Khương Giai và Cố Nhiên đi đến xem. Cố Nhiên hôm nay ăn mặc như nhân vật chính trong phim điện ảnh, Khương Giai thấy hơi sượng chân nên bảo cậu đi gặp người quan trọng hay sao mà phải ăn mặc như kia. Cố Nhiên giật mình bảo Khương Giai đừng có rát vàng lên người mình, bình thường anh cũng mặc như này nhé. Thôi thôi bỏ đi, Khương Giai lôi Cố Nhiên đi mua một đôi giày cao gót đi cho nó giống thiếu nữ đôi mươi, trước mặt Khiêm Vũ thì cô phải xinh đẹp nhất có thể. Đến buổi hòa nhạc Khương Giai còn mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, cùng đôi giày cao gót trông trong trẻo làm cho Cố Nhiên đứng hình mất 3 giây. Buổi hòa nhạc kết thúc Khương Giai đi ngược về phía đám đông để gặp Khiêm Vũ, Cố Nhiên đẩy cô đi đến đó và cổ vũ cho cô. Trong lòng cậu cũng có chút buồn thoáng qua nhưng vẫn vui vẻ vì giúp được cờ rút của mình thực hiện ước mơ. Khương Giai mạnh mẽ đứng trước mặt cờ rút và đưa cho anh bức thư. Cô chúc Khiêm Vũ sau này có một tương lai sáng lạn như ý muốn. Sau đó Khương Giai đòi lại bức thư vì cô nghĩ lại chuyện gì đó. Ra bên ngoài đôi chân Khương Giai đau nhức. Cố Nhiên mang đến cho cô một đôi dép lê và nói đã đau như vậy thì tại sao cô lại cố đi. Khương Giai chỉ mỉm cười nói đây là cái giá cho sự xinh đẹp. Cố Nhiên nói trong mấy hàng tỷ người sống trên trái đất không có ai là giống nhau. Khương Giai mà anh quen biết là người vô lo vô nghĩ, tính tình xuề xòa, không chịu bị khuất phục, không chịu bị ấm ức bao giờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô gái mà Cố Nhiên quen đều lạc quan vui vẻ. Cậu mong cô gái ấy luôn là chính mình, không cần phải đi đôi giày không vừa chân. Mặc chiếc váy không thấy thoải mái, Khương Giai hiểu lời Cố Nhiên nói, cô và cậu cùng bước đi về nhà vui vẻ. Vậy là mối tình đơn phương của Khương Giai đến đây là chấm dứt. Một buổi sáng đẹp trời tại tại trách điểm thi trên bảng tin. Lục Nhượng thi tiếng Anh được 95 điểm. Cô nghe nói lần này đề thi khó lắm, chỉ có 20% là trên điểm trung bình. Vậy mà Lục Nhượng điểm cao quá trời, điểm lần này của ai cũng cao, Quan Phóng muốn rủ mọi người đi Bạch Xuyên. Ngày hẹn đi chơi đã đến, mọi người cùng lên tàu chọn chỗ ngồi đi chơi. Tại Tại mang máy ảnh đi để quay lại mọi người và khung cảnh trên đường, mệt quá thì cả lũ lăn ra ngủ thôi. Đến nơi cảnh biển và nắng cùng bầu trời chan hòa, năm cô cậu học trò vui sướng khi được hòa mình cùng với biển, Cố Nhiên cũng chụp cho Khương Giai mấy bức ảnh quanh biển. Nhìn cô cười trong nắng mà lòng cậu cũng thấy sao xuyến,
mọi người di chuyển địa điểm mới để vui chơi thì Khương Giai phát hiện ra mình bị rơi mất ví tiền. Đúng là không cái xui nào giống cái xui nào, tối đến năm người đi lang thang như mèo hoang chó dại trên đường, Tại Tại bỗng nhìn thấy tờ quảng cáo kiếm tiền. Ok, nếu mất thì mình tìm lại, chỉ cần kiếm lại số tiền Khương Giai làm mất thì cả năm người lại ăn chơi vui vẻ ở Bạch Xuyên rồi. Ngày hôm sau năm người cùng bắt tay vào làm việc, Tại Tại được sai đi đến một căn phòng lấy dụng cụ. Lục Nhượng thấy Tại Tại đi mãi chưa về nên lo lắng gọi cho cô. Ở trong này ánh sáng chập chờn tính sợ ma của cô dâng lên, Lục Nhượng đi đến Tại Tại nấp ngay sau anh. Ở đây chẳng có con ma nào cả, chỉ có một chiếc điện thoại kêu lên, còn bên này Khương Giai và Cố Nhiên làm trò con bò để phát hết đống tờ rơi kia. Cứ nằm ườn ra phát tờ rơi có khi lại hiệu quả ngoài mong đợi, nhận được 335 tệ cả năm người lại không biết làm gì chơi gì, cả năm người đều muốn xem buổi ca nhạc. Nhưng số tiền kia chỉ đủ 4 vé thôi, cả năm người cầu xin nài nỉ anh chủ bán vé để mua cho đủ 5 vé xem ca nhạc. Cuối cùng bằng những lời lẽ sắc bén anh chủ cũng đồng ý. Năm người cùng vui vẻ ra về, chỉ có ở tuổi này mới dễ dàng vui vẻ như thế. Tôi đến Tại Tại mua kem rủ Lục Nhượng ăn kèm cùng, còn Cố Nhiên Quan Phán và Khương Giai bên này chơi đánh bài xuyên lục địa. Cố Nhiên đột nhiên nhận được tin nhắn của Khiêm Vũ. Anh kể cho cậu nghe đã tìm được người quan trọng rồi. Khương Giai thấy vậy thì buồn bã lên sân thân. Tại Tại cũng lên an ủi cô bạn thân. Ngày hôm sau lễ hội âm nhạc cũng đã đến, năm cô cậu cùng hòa vào ban nhạc mà quẩy. Cuối chương trình hòa nhạc có buổi bốc thăm con số trên vé, nếu trúng ai thì người đó sẽ lên hát tặng mọi người một bài hát. Người dẫn chương trình gọi đúng Lục Nhượng, nhìn là biết Lục Nhượng bị điếc tông, hát ngang hơn bỏ giống. Nhưng bốc rồi thì vẫn phải lên thôi, bốn cô bạn bên dưới cổ vũ cho Lục Nhượng, cậu hát một bài khiến mọi người vui vẻ. Tan tiệc vui mọi người cùng đi đến bờ biển nghịch nước, đây chắc chắn một mùa hè đầy ý nghĩa và nhiều khoảnh khắc nhất trong đời của những người bạn đáng mến. Gió biển thổi qua là mọi phiền não tan biến hết, nghịch nước chán chê mỗi người hét vào biển một câu. Chỉ ước gì mùa hè này trôi qua thật chậm, còn mùa hè năm sau nữa và mấy chục năm sau nữa. Tại Tại thích mùa hè năm nay nhất, năm mới cũng đã đến, giờ cả năm người đã lên lớp 11 hết rồi. Lớp A9 có một cậu bạn mới vào lớp, còn đội mũ trông bí ẩn vô cùng, đó chính là Quan Phóng. Cậu chuyển ban học nên đã vào lớp của Tại Tại và Khương Giai, năm nay là năm quan trọng tiền đề cho lớp 12 nên mọi người phải tập trung học. Cố Nhiên nhớ Quan Phóng không chịu được, ra chơi cậu phải rủ Lục Nhượng đến lớp A9 thăm cậu bạn thân. Quan Phóng thấy tri kỷ của mình đến thì xúc động. Đạo diễn cho một phút nói hết ra tấm chân tình này, Quan Phóng giơ hai tay rộng ra để ôm hai người bạn, nhưng hai thằng được giữ kia chỉ nhìn thấy gái. Bỏ qua người bạn tri kỷ này, tại quán chè của bà Quan Phóng, Cố Nhiên nhận được quà của Khiêm Vũ gửi về. Trong lời nhắn cũng có quà của Khương Gia nên cô rất hào hứng. Tối về Cố Nhiên nhắn tin cho Khiêm Vũ không thấy quà Khương Gia đâu. Có khi nào bị thất lạc không? Thì ra Khiêm Vũ đa mua đâu mà có quà, anh bảo Cố Nhiên mua giúp anh một món quà gì đó tặng cho Khương Giai. Sáng hôm sau Cố Nhiên đi shopping nhìn đi nhìn lại thì quyết định tặng Khương Giai cái đồng hồ. Đến trường Cố Nhiên đứng đợi Khương Giai để đưa cho cô món quà. Cô vui vẻ giật lấy nó. Sáng hôm sau Cố Nhiên còn chưa ngủ dậy thì Quan Phóng và Khương Gia đã đến đây gõ cửa rồi. Cô đi về phòng Cố Nhiên lấy đồ ăn vặt thì màn hình máy tính của Cố Nhiên hiện lên cuộc trò chuyện với Vũ Khiêm. Khương Giai đọc hết buồn bã đi ra, cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cố Nhiên tưởng mình đẹp trai quá nên Khương Gia cứ nhìn, nếu mà ngắm mặt cậu phải mất tiền thì giờ cô phải bán nhà đi cũng không đủ tiền để trả. Khương Gia hỏi Cố Nhiên có việc gì quan trọng giấu cô không, cậu nhìn mặt nghiêm trọng của cô thì sợ hãi, lấy đại một lý do để thoát tội. Cuối cùng bị Khương Gia đấm cho không trượt phát nào. Ngày hôm sau tan học, Tại Tại và Lục Nhượng ngồi học bài bên nhau, đang học thì tự nhiên điện đó mất. Lục Nhượng đi đến lấy cây nến ra thắp sáng cho Tại Tại bớt sợ hãi, cậu nói về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Rồi lấy ví dụ luôn có khi nào đến một ngày cô sẽ không còn thích cậu nữa. Tại Tại nghe thấy vậy thì nói nếu một ngày mà cô không thích Lục Nhượng nữa thì đó không còn là Tại Tại nữa. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc sau có điện. Chân Hân đi qua thấy Tại Tại và Lục Nhượng học cùng với nhau thì cô ả đã chụp lại. Chắc đây tiếp theo sẽ là kiếp nạn thứ 82 mà Tại Tại gặp phải. Sáng hôm sau Tại Tại đến lớp như mọi ngày thì bị thầy cô bế lên phòng nói chuyện. Ở đây Lục Nhượng cũng có mặt. Thầy quản sinh và cô giáo nói một tràng dài về tầm quan trọng của học hành. Không yêu đương nhăng nhít bây giờ. Thầy cô còn có cả video cờ nhíp quay lại hai người, thật ra Tại Tại và Lục Nhượng chỉ trao đổi bài tập thôi mà. Nghe đau hết cả hai tai thì cuối cùng Tại Tại và Lục Nhượng cũng được thả về. Chân Hân đi qua thấy Tại Tại thì bảo cô à bảo cô đừng bám lấy Lục Nhượng nữa. Nghe đến đây Tại Tại thấy có mùi rồi, cô bảo cô à kia về tắm rửa sạch sẽ rồi làm người tử tế đi, đừng ngu ngốc làm như chuyện này nữa. Tại Tại không quên nó rằng tí về sẽ kể lại cho Lục Nhượng nghe về hành động của cô à ngày hôm nay. Sáng hôm sau mẹ Lục Nhượng đến trường mắng cậu té tát trên phòng thầy Mậu. Bà nói rằng không mong cậu xuất chúng như Lục Lễ, chỉ mong cậu chú tâm vào học hành. Mẹ Lục Nhượng quyết định cho cậu về Tô Dương học và thi. Tối về Lục Nhượng đã nói chuyện với thầy Mậu, thầy nói hộ khẩu của cậu vẫn còn ở Tô Dương, việc đến đó thi chỉ là ngày một ngày hai. Thầy nói rằng vẫn còn nhiều thời gian, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lục Nhượng về phòng xem lại tin nhắn của mình và Tại Tại.
Chuyển cảnh tại sân trường, ba người bạn cùng ngồi lại bàn về chuyện Lục Nhượng sắp chuyển trường. Thể nào mấy hôm nay mặt Tại Tại đăm chiêu, chắc chắn cô bạn buồn vì Lục Nhượng sắp chuyển trường. Khương Giai phải đi an ủi Tại Tại. Tại Tại liên tục thở dài. Khương Giai cũng nói cô hiểu tâm trạng của cô bạn lúc này, đúng là lúc đầu sẽ buồn nhưng vẫn phải thuận theo tự nhiên thôi. Nghỉ hè mọi người cũng thể gặp nhau mà. Tại Tại nhớ ra điều gì đó liền đi gặp Lục Nhượng. Tối muộn Tại Tại ngồi trước lối về nhà Lục Nhượng. Cô hỏi cậu sắp chuyển trường rồi sao? Thật ra chỉ cần cô ít xuất hiện bên cạnh cậu là được mà. Cô mong cậu đừng đi. Lục Nhượng xin lỗi Tại Tại. Cô nghe xong chạy bỏ về. Ngày hôm sau tại câu lạc bộ kịch, Tại Tại luôn tránh mặt Lục Nhượng. Lúc về còn không đi cùng với nhóm bạn nữa. Khương Giai nhìn thấy Tại Tại đi về cùng một tên lưu manh huýt sáo. Cô cùng tên đó ngồi ăn xiên bẩn ở cửa hàng tiện lợi. Hai người là chị em họ với nhau. Tại Tại hỏi người em đó lúc chuyển trường có nói với ai không. Cậu bảo có giấu một người bạn rất chi làm phiền phức, chỉ vì cậu đó không muốn để lộ thông tin mình học ở đâu, nếu không sẽ bị làm phiền. Tại Tại nghĩ có khi nào Lục Nhượng cũng sợ cô làm phiền cậu ấy nên không nói không. Đúng lúc đó Lục Nhượng cũng đi vào, cậu hỏi cậu em họ kia thích bắt nạt Tại Tại không. Ngoan vãi, Lục Nhượng có thấy từ nãy đến giờ toàn Tại Tại đánh cậu ấy không? Tại Tại bảo Lục Nhượng đừng đi tìm cô nữa, cô sẽ không bám theo cậu nữa đâu. Tối hôm đó hai người lên xe buýt đi về, Lục Nhượng nói lời xin lỗi với Tại Tại. Cô chỉ buồn rầu nói thế như cậu cảm thấy phiền thì có thể nói với cô mà. Nhưng Lục Nhượng nói cậu định nói với Tại Tại đầu tiên, vì cô là người đặc biệt với cậu. Hai người cũng đi về nhà mà lòng nặng trĩu. Lục Nhượng nói kỳ sau là cậu chuyển về Tô Dương rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Nhìn thấy Lục Nhượng buồn, Tại Tại muốn làm gì đó cho cậu vui. Cô nói bây giờ Vó muốn dỗ cô hay để mất cô, đương nhiên là chọn dỗ rồi. Tại Tại cười lên và bắt đầu vui vẻ trở lại. Lục Nhượng về đến nhà thấy bố mẹ cùng thầy Mậu đang cười nói vui vẻ. Em trai Lục Lễ của cậu học nhanh nên đã cùng học lên lớp 12 với cậu. Chính vì thế có khi việc chuyển trường của Lục Nhượng gác lại. Trong lòng có chút vui nhưng khi nghe mình sẽ ở chung cùng em trai Lục Lễ thì cậu lại trùng xuống. Bố Lục Nhượng còn không quên nói với cậu nếu bài nào không hiểu có thể hỏi em. Về phòng, Lục Lễ cố gắng bắt chuyện với Lục Nhượng, cậu chỉ đáp lại cho có. Sáng hôm sau tại trường học, các nữ sinh nháo nhào lên vì bạn nam sinh là thiên tài chuyển đến trường Nghi Giang học. Tại Tại và Khương Giai cũng đu trai mở lên xem thì quan phóng thấy hơi quen. Cả ba người đều thấy cậu thiên tài này giống Lục Nhượng quá. Tan học, ba người đứng đợi Cố Nhiên và Lục Nhượng để đi ăn trưa. Lục Lễ cũng đến, gặp được Lục Nhượng thì cậu nói mẹ và cậu đã đợi anh trai ở ngoài trường, mẹ muốn rủ anh đi ăn cùng. Lục Nhượng từ chối không muốn đi ăn, cậu đi về phía các bạn mình. Sáng ngày hôm sau, chuyện cậu bạn thiên tài mới chuyển vào trường chính là em trai của Lục Nhượng làm cho các bạn trong lớp tò mò. Ai cũng đi đến hỏi Lục Nhượng, các bạn còn khen có khi Lục Nhượng có bài khó chỉ cần em trai chỉ cho chứ không cần đến lớp nữa. Cố Nhiên bên cạnh cũng thấy khó chịu thay cho cậu bạn thân. Bên này lớp Tại Tại cùng bàn về chuyện đó, mọi người đều cho rằng Lục Nhượng đang học lớp 11 mà em trai đã học đến lớp 12, như vậy kiểu gì cũng bị lôi ra so sánh. Chỉ có Tại Tại là không nghĩ như thế, mỗi người có điểm tốt riêng, nhìn vào điểm tốt của người khác mà khen ngợi chứ. Giờ ra chơi, năm người bạn khen môi quan phóng đẹp quá, hóa ra là son dưỡng của Khương Giai có màu, sau đó cậu đuổi cô quanh mấy người bạn. Lục Lễ đứng đằng xa thấy anh trai mình chơi với bạn cười rất tươi, nhưng khi nói chuyện với mình thì lại chíu khọ. Về nhà Lục Lễ muốn rủ anh trai cùng chơi game. Cậu đã từ chối và thấy Lục Lễ buồn, nên cậu đồng ý chơi nửa tiếng thôi. Bố mẹ đột nhiên về và người chịu trận chỉ có Lục Nhượng. Đến khi Lục Lễ đứng dậy nói chính cậu là người rủ anh trai chơi game, bố mẹ chẳng chịu hỏi cứ một mực mắng anh rồi. Lục Lễ tức giận bỏ về phòng. Đến tối bỗng nhiên Lục Lễ mất tích, mẹ Lục Nhượng lại đổ thừa cho cậu sao không trông chừng em nó. Lục Lễ vừa đến Nghi Giang chắc chắn chưa quen đường. Cả nhà lại náo loạn lên đi tìm. Lục Nhượng đến cửa hàng tiện lợi tìm em trai thì gặp Tại Tại, cô muốn cùng cậu đi tìm em trai. Tìm đâu cũng không thấy, đến khi Tại Tại thấy bóng dáng cậu thì cô lại gần Lục Lễ. Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng với cậu bé, Lục Lễ ở cạnh Tại Tại cũng kể lại cho cô những kỷ niệm ngày còn bé. Đến khi lớn lên chút xíu thì Lục Lễ có chút thành tích và những lời so sánh của mẹ bắt đầu, từ đó cậu cũng chính là kẻ tiếp tay cho mẹ. Một lần cậu đã nói ra câu coi thường anh trai, từ đó về sau Lục Lễ cố gắng lời ăn tiếng nói của mình không bao giờ tái phạm nữa. Tại Tại muốn Lục Lễ trở về nhà. Trên đường về thấy Lục Nhượng đang chạy đi tìm cậu thì Lục Lễ cảm động. Lục Nhượng không mắng, không trách Lục Lễ mà chỉ nói mỗi câu đi về nhà thôi. Tại nhà Tại Tại, cô nhận được lá thư của Lục Lễ, cậu viết thư tay gửi cho cô, nội dung đều mang điều tích cực đến. Cậu chúc Tại Tại thi đại học thuận buồm xuôi gió. Đọc xong lá thư, Tại Tại cùng Khương Giai đến trường. Cô bạn nói sắp sinh nhật Tại Tại rồi phải vui lên chứ, thực sự Tại Tại không vui nổi. Lục Lễ học nhanh quá, sắp thi đại học rồi, vậy là Lục Nhượng vẫn phải về Tô Dương, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Ăn xong sinh nhật Tại Tại cũng là lúc chia xa cờ rút. Khương Giai dẫn Cố Nhiên và Quan Phóng đi mua quà tặng sinh nhật Tại Tại. Quan Phóng không hiểu sao con gái lại khó chọn quà vậy. Tặng đại một cái mũ hay đôi găng tay đi mà, cậu ta đâu có hiểu mấy thứ đó, ai chẳng có. Khương Giai nhấc chiếc lắc tay xinh xinh trong cửa hàng lên thích thú. Nhưng nhìn ra nó cũng hơi giật mình, tối đến Cố Nhiên lấy hết tiền đi mua chiếc vòng đó.
cậu đứng trước ngõ nhà Khương Giai cứ nói chuyện một mình tập thoại. Khương Giai đi đến hỏi Cố Nhiên thập thò dòng ngó gì ở nhà cô, cậu bảo đi mua đồ được miễn phí cái vòng. Giờ cậu cũng không dùng được nên cho cô này. Khương Giai nghe đến đồ miễn phí thì tớ xin ngay, đúng chiếc vòng cô thích nên cô lại càng vui sướng. Thấy mặt Cố Nhiên giàn gian, cô hỏi cậu ta thích mình rồi sao. Cố Nhiên bị nói trúng tim đen ho khụ khụ vài cái rồi nói Khương Giai khác ngôi nhà ở chỗ là cô không có cửa đó, là không có cửa đó. Ngoài mắt to da trắng mặt nhỏ dáng người cao lông mi cong thì có ưu điểm gì đâu, ủa thế là thích dữ chưa. Khương Giai nghe xong cũng nghĩ may là Cố Nhiên không có ý gì với cô, làm cô hết hồn à. Ngày hôm sau nhóm bạn Tại Tại tan học đang định đi ăn sinh nhật thì thầy Mậu gọi Tại Tại lên văn phòng. Hóa ra là cô giáo tiếng Anh bị bệnh nên nhờ Tại Tại chấm điểm bài thi hộ, chấm đến khi trời tối mới xong. Cô tạm biệt thầy đi về, giờ còn ăn uống gì nữa. Thôi mai bù vậy, Tại Tại lang thang trên đường về nhà thấy cột chỉ dẫn xinh xẻo của các bạn thì cô đi theo. Bốn người đứng đằng sau cầm bánh sinh hát chúc mừng sinh nhật Tại Tại. Cô cảm động rơi cả nước mắt, cứ nghĩ rằng mọi người về hết rồi. Tại Tại chắp tay ước xương xương 10 điều thôi mà. Về nhà cô nhận được điện thoại của Lục Nhượng hẹn cô xuống dưới chân cầu. Tại Tại đi đến thì Lục Nhượng tặng cho cô chiếc máy ảnh đời mới xinh đẹp. Tại Tại muốn đón sinh nhật lần thứ 18 cùng Lục Nhượng, cậu đồng ý và cả hai người cùng móc tay thề thốt. Ngày hôm sau năm cô cậu cùng rủ nhau đi chụp ảnh thẻ. Trong ảnh của ai cũng đẹp mà chỉ có ảnh của Quan Phóng trông mặt hèn hèn. Cậu đòi chụp thêm một tấm nữa nhưng cơ hội đã hết. Năm người bạn muốn chụp một bức ảnh thẻ chung có đầy đủ 5 người. Cuối cùng ai cũng có những bức ảnh kỷ niệm mang về. Sang kỳ học mới Lục Nhượng về Tô Dương, Tại Tại thấy trống rỗng trong lòng. Một năm không có sự xuất hiện của Lục Nhượng thật là buồn. Lục Nhượng bên trường mới cũng rất tốt, chỉ là không có những người bạn tri kỷ của cậu nữa thôi. Hai người vẫn viết thư hoặc nhắn tin WeChat qua lại với nhau. Lục Nhượng kể cho Tại Tại nghe về ngôi trường mới, ngược lại Tại Tại cũng nói chuyện ở Nghi Giang cho cậu nghe. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là cũng sắp đến kỳ thi đại học rồi. Hôm nay thầy giáo phát cho tờ đăng ký thi trường đại học mà học sinh muốn. Tan học Khương Giai hỏi nguyện vọng đăng ký trường của mọi người. Mờ Quán Phong chưa bao giờ tính sai tiền chè của bà nên trọ kế toán, Cố Nhiên chắc chắn là họ y rồi. Tại Tại và Lục Nhượng cũng có ngôi trường chung, chỉ có cô là không biết thi trường gì. Nagi hôm sau đến trường Quan Phóng thấy mọi người học nhiều quá nên ngu hết cả người rồi. Có mỗi cậu là bình thường nhất thôi. Cố Nhiên đến bên Khương Giai, thấy ánh mắt cô buồn bã cậu hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra. Khương Giai than vãn cô bị mất phương hướng không biết mơ ước gì của mình là gì, ưu điểm của cô cũng không có, điểm mạnh cũng không có. Bây giờ phải làm sao để chọn trường đây? Thôi bỏ đi, Khương Giai đi vào suy nghĩ tiếp. Đến tối Khương Giai tan học thấy một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ đen trông rất khả nghi đi vào trường. Cô lập tức ra báo bảo vệ ngay. Khương Giai báo xong thì đi về thì gặp Cố Nhiên. Cô khoe với cậu là cô có giác quan thứ 6 hơi bị nhạy bén ấy. Cố Nhiên gọi Khương Giai lại nói đến ưu điểm của cô. Thật ra con người cô tử tế không lỗ mãng đã là ưu điểm rồi. Vì thế không cần nói nhiều thì cũng đủ biết Khương Giai có nhiều ưu điểm như nào. Nói rồi hai người tự cười. Về đến nhà Khương Giai đã viết vào tờ nguyện vọng thi đại học. Cô sẽ chọn nghề phóng viên. Và đương nhiên Khương Giai sẽ bị thầy giáo hỏi tại sao cô muốn làm phóng viên. Khương Giai nói tính cách của cô ngoài sự cố chấp đã làm thì phải làm đến cùng ra thì cũng rất giỏi viết lách. Cô muốn lên tiếng cho những bất bình trong xã hội, làm ngòi bút của người yếu thế, nên nguyện vọng của cô là trường báo chí Đại Nam. Đến lượt Tại Tại vào gặp thầy thì cô chọn cùng trường với Lục Nhượng. Điểm tiếng Anh của Tại Tại cao nhưng điểm toán hơi thấp. Nếu muốn được vào trường đó thì phải cứu điểm môn toán lên. Thầy giáo đưa cho Tại Tại tờ danh sách trường tự chọn có ngành ngôn ngữ Anh. Không có trường giống như cô chọn, nhưng cứ thử tham khảo xem. Tại Tại đến Tô Dương thăm Lục Nhượng một chuyến, cô đứng dưới bảng thành tích nhờ bác bảo vệ chụp ảnh cùng khuôn mặt cậu. Lục Nhượng ra đón Tại Tại lâu ngày không gặp cô rất nhớ cậu. Lục Nhượng đưa Tại Tại đi tham quan một vòng quanh trường, trở về nhà. Tại Tại còn 100 ngày nữa là thi, sáng ngày hôm sau thầy giáo nói 100 ngày gian truân này hầu hết ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời. Ngoài học sách vở ra thì các em còn học thêm từ thầy cô bạn bè, mùa hè đến tiếng ve kêu thì cũng là mùa thi cử đến. Nhưng thầy hứa rằng nhiều năm về sau nhất định các em sẽ nhớ mùa hè gian khổ oi bức này. Tại Tại cùng ba người bạn của mình nỗ lực hết sức, Lục Nhượng cũng không còn khoảng cách với em trai. Anh cởi mở hỏi bài cậu bé, ngày thi đại học cũng đến, Tại Tại trong phòng thi làm bài, thời gian cứ thế trôi qua và cuối cùng cũng xong. Ngày tự trường mọi người lại gần nhau chụp ảnh, Cố Nhiên vẫn cứ quanh quẩn xung quanh Khương Giai. Cậu muốn chụp chung cùng cô một bức ảnh, Quan Phóng thấy vậy cũng muốn phá đám, chỉ có Tại Tại cô đơn nhớ về Lục Nhượng mà thôi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Nhượng thì cậu đã ở ngay đằng sau rồi. Vậy giờ cả năm người cùng chụp chung một tấm ảnh và cùng mỉm cười. Nhưng ảnh này nó lạ lắm. Cuối chiều mọi người đi đến quán chè của bà Quan Phóng thì nhận được tin bà ngất xỉu phải nằm viện. Cả năm người đều chạy đến bệnh viện thì gặp mẹ Cố Nhiên. Bà cũng nói bệnh của bà nội Quan Phóng không sao, chỉ cần một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi là xong. Nhưng cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Mẹ Cố Nhiên không thể đảm bảo 100% được. Đến khi bà phẫu thuật xong thì ca phẫu thuật thành công lắm, chỉ cần bà tỉnh lại là xong. Vậy là giờ Quan Phóng không phải lo lắng nữa rồi,
Bà nội Quan Phóng tỉnh lại, bà tiếc vì không được đến xem lễ tốt nghiệp của cậu. Thời gian trôi nhanh quá, bà cứ nghĩ ngày cậu còn chưa cao bằng bà, giờ đã thành người lớn rồi. Quan Phóng đòi bà cõng mình như ngày xưa khiến cho bà cười lớn, giờ thì bà chịu không cõng được Quan Phóng nữa rồi. Cố Nhiên và Khương Gia cùng đi đến bệnh viện, cơn gió nào đã khiến cậu nhẹ nhàng ân cần hơn với Khương Giai, không còn đấu khẩu với cô nữa. Bên góc có một cậu bé ngồi thu mình lại, Cố Nhiên đến hỏi cậu bé sao ngồi ở đây, hóa ra cậu bé đi trốn mấy người xấu là y tá với bác sĩ. Lần Anof tiêm cũng nói như kiến cắn thôi mà đau vãi trưởng, Cố Nhiên nghe xong thì nói bệnh trong người cậu bé là do quái vật gây ra. Mỗi lần bác sĩ tiêm là để đánh cho quái vật bầm dập, do cậu bé còn nhỏ nên quái vật mới bắt nạt đó. Cố Nhiên đưa cho cậu bé chiếc kẹo và nói nếu tiêm đau quá có thể ăn kẹo này. Kẹo này sẽ khiến em bớt đau hơn. Khương đứng bên ngoài nhìn thấy hết, cô mỉm cười, hóa ra tên ảo tưởng kia cũng ấm áp quá ấy chứ. Tại nhà của Tại Tại, cô kể với Khương Giai mình được Lục Nhượng mời đi lễ hội mùa hè, nhân cơ hội này cô muốn tỏ tình với cậu. Khương Giai muốn vạch kế hoạch chi tiết ra để cho Tại Tại tỏ tình thành công, kinh nghiệm bao năm xem phim thần tượng cuối cùng cũng áp dụng được rồi. Bước 1, thay đổi cách nói chuyện của Tại Tại, phải mềm mỏng hơn một chút, điệu hơn một chút, nũng nịu hơn một chút, điều quan trọng nhất phải gọi cậu ấy là anh, cơ mà đi vào thực hành sao nó lại khác quá. Lục Nhượng thấy Cấn Cấn liền bảo Tại Tại bình thường lại đi, cô cũng thấy mình hơi lố nên điều chỉnh lại về mức bình thường. Bước 2, tiếp xúc cơ thể chẳng hạn như chạm vào tay, giả vờ ngã vào lòng Nhượng Nhượng, tạo cảm giác tim đập loạn nhịp. Kế hoạch là một chuyện, đi vào kế hoạch là một chuyện, Tại Tại ngã vào lòng bà cô béo khiến cô xấu hổ không có chỗ giấu mặt mũi, sau hai lần thất bại nhưng bước 3 là bước quan trọng nhất, nên cô đành liều thử một lần nữa. Khương Giai dặn đi dặn lại là cho dù Tại Tại tỏ tình trước thì vẫn phải ra ám hiệu cho Lục Nhượng biết ý định của mình. Như vậy xác suất tỏ tình tăng lên đáng kể. Đúng lúc Cố Nhiên cùng cô bạn áo trắng đi qua gọi Khương Giai lại, cô bạn áo trắng chạy lại hỏi Khương Giai người yêu Cố Nhiên là ai. Cậu giật mình nói mình yêu Khương Giai, cô ấy chính là người mà cậu thích. Màn tỏ tình nhanh gọn lẹ phải nói mang đậm tính cách Cố Nhiên. Nói rồi cậu đến nắm tay kéo cô đi, hai người đi vào quầy bói ta rốt của cậu bạn kia. Thôi thì lần này không nhờ xem có tâm linh thật không. Anh bạn xem bói xem hai người rất hợp nhau, cả hai nghe xong thì chạy mất dép quên cả trả tiền. Bên này Tại Tại và Lục Nhượng cùng đi dạo, ngồi xuống một nơi khung cảnh đẹp đẽ của mùa lễ hội. Lục Nhượng thú nhận với Tại Tại anh rất thích cô. Vừa nói xong pháo hoa bắn dập trời quá thích hợp cho việc tỏ tình. Sau màn tỏ tình Tại Tại ngại ngùng hơn. Cuối cùng thì tuyệt chiêu của Khương Giai cũng được áp dụng. Hai người nắm tay nhau vui vẻ đi về nhà. Ngày tra điểm thi đại học cũng đến Tại Tại được 586 điểm. Cô chưa bao giờ được điểm cao đến như thế. Bố mẹ cô sung sướng, người thì đi gọi điện, người thì đi làm một bữa cơm ra trò để chúc mừng. Còn Tại Tại alo ngay cho Lục Nhượng nhưng cậu không bắt máy. Chỉ nhắn lại cậu đang ở dưới nhà. Tại Tại phi như trâu xuống đó. Nhìn sắc mặt của cậu không tốt nên cô cũng an ủi động viên. Đến khi Lục Nhượng thông báo điểm thì Tại Tại mới vui sướng nhảy vào ôm cậu. Vậy là cuộc sống sinh viên của cô tiếp tục được trọn vẹn rồi. Lục Nhượng rủ Tại Tại đi cắm trại. Sáng hôm sau cô vui vẻ chờ cậu thì cả Cố Nhiên cũng đi. Năm người cùng đi đến chỗ cắm trại. Tại Tại và Lục Nhượng nhìn nhau mỉm cười. Cô hẹn cậu tối nay đi ngắm sao không? Nhưng sao thằng Cố Nhiên kia ngồi giữa phá đám hai nhân vật chính vậy nhỉ? Khương Giai đi đến lôi cô tên này về để cho đôi chim di tâm sự. Đêm xuống cũng khá lạnh nên Lục Nhượng ôm Tại Tại vào lòng. Khương Giai nằm bên này cũng ất bồn chồn. Cô nhớ lại lời Cố Nhiên nói cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi. Cơ hội lần này được trao đổi ở nước ngoài rất quan trọng. Sáng ngày hôm sau năm người cùng ngắm bình minh mọc. Quả thật rất đẹp, ai cũng sung sướng reo lên, mong ước mình sẽ được ngắm bình minh ở nơi xa hơn. Ngày nhập trường đại học, tại Đại học Hoa Đông Tại Tại nhắn tin cho Lục Nhượng. Cô được một anh chàng khóa trên dẫn vào ký túc xá và chỉ dẫn rất nhiệt tình. Về đến phòng ký túc xá, Tại Tại rất vui khi làm quen với các bạn cùng phòng. Cô đi đến nhà F để tìm Lục Nhượng, hai người cùng nhau đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ vì Tại Tại nghe nói rằng cơm ở đây rất ngon. Ăn xong quán cơm còn có kỷ niệm 10 năm mở quán nên cô chủ đã nhiệt tình mời hai người tham gia chụp ảnh. Bức ảnh chụp lại lúc Tại Tại đang hôn má Lục Nhượng, rồi cô quay ra cười thật tươi. Nhìn thấy tấm ảnh Lục Nhượng viết gì đó ở mặt đằng sau bức ảnh, hai người vui vẻ lên xe buýt đi về. Trên xe buýt Lục Nhượng đã đặt môi hôn Tại Tại, đây là nụ hôn đầu tiên. Sang ngày hôm sau là buổi học quân sự. Tại Tại tập các động tác diễu hành khó khăn, thầy giáo tìm người giúp Tại Tại sửa lại các động tác sao cho chuẩn thì tìm đúng người đàn anh học bá khóa trên hôm trước giúp đỡ cô. Lục Nhượng đứng đằng xa thấy có người tiến lại gần người yêu mình thì đi ra dẹp ngay, anh đưa cho cô chai nước rồi chạy đi. Tan học hai người ngồi bên ghế đá dưới sân trường, Lục Nhượng mua đồ ăn vặt cho Tại Tại, anh còn chu đáo mua cả lót giày cho cô. Vì anh để ý đôi giày cô đi bị rộng, tối về ký túc xá các bạn cùng phòng khen Lục Nhượng đẹp trời ai. Tại Tại cũng đi đến thì ra là người yêu mình, các bạn còn thách đố ai tán đổ được anh bạn đó thì cả phòng sẽ bao trà sữa một tháng cho người đó. Tại Tại thấy cơ hội uống trà sữa đến rồi, cô xung phong nhận luôn. Nói là làm sáng hôm sau Tại Tại giả vờ nháy mắt tỏ tình với Lục Nhượng. Ăn cơm cũng đến ăn cùng anh,
Lục Nhượng chơi bóng rổ Tại Tại giả vờ đi đến ngã vào lòng anh rồi còn nói phối hợp với cô tí đi. Một tháng uống trà sữa đó, sau đó thì hình ảnh hai người tình tứ với nhau đã bị bạn cùng phòng bắt gặp, tối về phòng Tại Tại khai hết với hội chị em. Cả phòng ai cũng muốn nghe chuyện tình yêu từ thời cấp 3 của Tại Tại, nên đã hối lộ Bim Bim đồ uống để cô kể hết ra câu chuyện tình yêu của mình. Ngày hôm sau Tại Tại đi đến câu lạc bộ truyền thông để tham gia, ở đây cô cũng gặp đàn anh của mình. Tối về cô kể cho Lục Nhượng nghe chuyện hôm nay đã xảy ra với cô như nào và cứ mải mê nhắn tin suýt nữa thì bị ôm cột, may có đàn anh đi đến kéo Tại Tại lại. Sáng hôm sau Lục Nhượng lên lớp thì nghe thấy thông tin về tên học bá kia cũng đáng gờm lắm, nào là học bổng nào là điểm tích lũy cao. Tại Tại đứng đợi Lục Nhượng bên ngoài, anh nam học bá đi đến bắt chuyện với cô, Lục Nhượng bước ra thấy người yêu mình đang nói chuyện thì gọi cô lại rồi hai người rời đi. Tại Tại vẫn vậy, cô luôn líu lo quanh Lục Nhượng, khiến cho anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ồn ào náo nhiệt hơn. Tại Tại đi đến lớp, Lục Nhượng đưa cho anh chiếc USB trong đó có thuốc phim quan trọng của anh, Lục Nhượng lên thuyết trình với đoạn video đó. Thuyết trình xong anh bước xuống thì đoạn video cô quay lại hai người phát lên, trời ơi xấu hổ chết đi được, Tại Tại phải mò lên tận nơi tắt video đó đi. Ra về cô đau khổ gần chết mà Lục Nhượng lại còn cười được, anh kéo cô nói rằng mỗi ngày mình thích cô nhiều hơn hôm qua. Tối hôm nay Tại Tại có bữa tiệc đi ăn uống với câu lạc bộ, cô ở bữa tiệc vui vẻ ăn uống, Lục Nhượng nhận được tin nhắn tàn tiệc của bạn gái thì cậu lập tức ra đón. Anh Nam muốn đưa Tại Tại về thì cô từ chối ngay, bạn trai tao sắp đến rồi. Anh Nam nghe thấy Tại Tại mỗi lần nhắc đến Lục Nhượng đều đánh giá rất cao. Điều đó làm anh ta cảm thấy tiếc nuối. Lục Nhượng đón Tại Tại cô chạy đến ôm vào cánh tay cậu rồi đi về. Trên đường về anh hỏi cô vừa nãy hai người nói gì thế. Tại Tại mỉm cười nói về Lục Nhượng chứ còn ai. Anh bất chợt kéo cô lại rồi hôn vào môi của cô. Màn đêm chìm xuống chỉ còn hai người hôn nhau sáng nhất con đường. Sau đó hai người tung tăng ra về. Sáng hôm sau Lục Nhượng họp nhóm. Chủ nhiệm nhóm ra việc cho anh và cô áo vàng kia. Cô ta cũng có vẻ rất thích Lục Nhượng. Còn ngỏ ý muốn mời ăn cơm, nhưng Lục Nhượng kiên quyết từ chối, còn nói nếu cô ta muốn gặp anh trước thì phải hẹn trước, Lục Nhượng và cô bạn kia họp nhóm với nhau thì Tại Tại đến. Cô ta tỏ vẻ mình quên mất thời gian họp với Lục Nhượng để Tại Tại đợi lâu rồi, còn nói mấy câu nghe chíu khọ vô cùng, Tại Tại đi vào cùng Lục Nhượng còn cô Chu Diệu này cũng biết ý ra về. Trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng Tại Tại xem một bức ảnh của Chu Diệu chụp cùng với Lục Nhượng, cô ả còn trâu chẽn đăng lên WeChat, nhưng bức ảnh đó là chụp tập thể. Sao Chu Diệu chỉ cắt mỗi hình của cô ta và Lục Nhượng đăng lên, sau đó tường nhà Chu Diệu ngập tràn ảnh của Lục Nhượng, Tại Tại xem xong cũng không hiểu có phải cô ta bị ảo tưởng không vậy. Bịa đặt như thật, ngồi ăn cơm Tại Tại cũng phải đi đến gần hỏi con điên kia, cô yêu cầu Chu Diệu xóa ngay mấy bức ảnh chụp bạn trai cô xuống. Cô ả ok con dê các kiểu trước mặt Tại Tại, sau đó bắt đầu mặt nhan hiểm, Lục Nhượng tan học đi xuống cầu thang thì bị bạn cùng phòng của Chu Diệu ngăn lại, cô ta nói Tại Tại rất quá đáng, bắt Chu Diệu xóa hết ảnh mà cô ấy đăng lên WeChat. Lục Nhượng trong mày hỏi cô ta thế con dở người Chu Diệu kia đã xóa hết ảnh mà bạn gái anh không thích đi chưa? Nếu không biết thì về hỏi con dở người kia đi nhé. Đi được một đoạn con dở người kia bám theo Lục Nhượng bảo anh đừng hiểu nhầm áp sĩ XG. Tại Tại chạy đến tách người yêu mình ra khỏi cô à kia. Cô à thấy vậy rủ Tại Tại và Lục Nhượng đi ăn. Cô khoác tay anh đi trước, còn con điên kia đi sau. Được mấy bước bắt đầu giả vờ trẹo chân, Tại Tại cũng giả vờ đau chân ngã vào lòng Lục Dương. Chu Diệu tức quá bỏ đi trước, Tại Tại hả hê, đúng là gậy ông đạp lưng ông. Ngày nghỉ Tết cũng đã đến, Tại Tại thu dọn hành lý về cùng Lục Nhượng. Lên xe khách cô không quên bỏ máy quay ra quay khoảnh khắc lần đầu tiên trở về quê ăn Tết sau mấy tháng đi học xa nhà. Về đến nhà Tại Tại cùng Lục Nhượng đi trên con đường cũ, đến ngã ba quen thuộc cô ôm anh tạm biệt, đúng lúc bố mẹ Tại Tại đi đến, ông bà hùng hổ lắm. Ai cho mày yêu với trả đương, bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học ở đấy yêu với trả đương, vừa xoay người Lục Nhượng ra thì mẹ Tại Tại thay đổi thái độ hẳn. Vào đến nhà không khí cũng ngại ngùng, nếu hai ông bà còn nhìn nữa thì Lục Nhượng dỗ hết mặt đó, nhưng những lời mẹ Tại Tại nói ra mới làm cho Tại Tại xấu hổ. Bà đoán Lục Nhượng đã phải chịu đựng con gái bà rất nhiều, nếu một ngày không chịu đựng được nữa nhất định Fire nói với bà, nhớ chưa, đến nỗi Tại Tại phải ngăn bố mẹ mình lại. Tại Tại sáng hôm sau cũng đến nhà Lục Nhượng ra mắt người nhớn, gặp được mỗi thầy giáo chủ nhiệm ở đây, nhưng trong mắt thầy thì khác, đối với thầy Mậu thì Lục Nhượng may mắn khi gặp được Tại Tại. Trên đường về Tại Tại hỏi Lục Nhượng Tết này anh có về Tô Dương không? Đương nhiên là không rồi, anh sẽ ở đây để đón Tết cùng Tại Tại. Tuyết rơi cô chắp tay và ước một điều ước, cô kéo mũ của mình xuống và chìa tay ra để cho anh dắt cô đi. Lục Nhượng thấy người yêu mình đáng yêu quá thì phải hôn một cái mới được. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tốt nghiệp đại học cũng đã đến. Ai cũng đã trưởng thành và học xong, Tại Tại xinh tươi trong bộ đồ tốt nghiệp, Lục Nhượng mang bó hoa trắng đến tặng cho cô, học xong Tại Tại trở về quê nhà. Cô quyết định làm việc và cống hiến sức lực của mình ở đây và quan trọng ở đây có người Tại Tại yêu thương đó là Lục Nhượng, Tại Tại đi làm phiên dịch ở một công ty lớn. Cô lấp đầy bàn làm việc của mình bằng những bức ảnh và đồ cá nhân, tan làm cô đợi Lục Nhượng cùng về, hai người bây giờ phải lo toán nỗi lo cuộc sống.
không còn vô tư như ngày còn học cấp 3 hay sinh viên nữa rồi. Lục Nhượng gục lên vai Tại Tại mà chút hết mệt mỏi. Cố Nhiên bên này cũng thu xếp đồ đạc cá nhân đi về nước. Mấy hôm trước cậu đã mua nhẫn để tặng một người quan trọng, lần này về nhất định cậu sẽ tỏ tình thành công. Khương Giai bây giờ đã trở thành phóng viên, cô cũng bận rộn với công việc của mình, không có thời gian nhiều dành cho Cố Nhiên. Một mình nhưng Khương Giai vẫn rất lạc quan và yêu đời. Ngày hôm nay là ngày gặp mặt hội tụ của 5 người, cả Quán Phong. Cố Nhiên, Khương Giai và cặp đôi Tại Tại Lục Nhượng đều có mặt. 5 người hát hò vui vẻ, ai cũng sôi nổi y như ngày xưa vậy. Tại Tại và Quan Phóng ngồi chơi trò uống rượu một mình. Đến khi say khướt rồi bắt tội Lục Nhượng cõng về, chuyển cảnh trong một buổi ăn uống cùng các sếp, Tại Tại liên tục bị ông sếp quấy rối động vào người. Cô bật tín hiệu từ chối nhưng ông sếp đó cứ liên tục ép người rồi còn muốn đút cho Tại Tại ăn. Cô liên tục làm ông ta không hài lòng nên cũng ngồi im trong bữa ăn. Tại Tại bước ra khỏi nhà hàng ôm bụng đói ngồi hành lang ngủ gật chờ mọi người. Đến khi cô đồng nghiệp đi đến lay người Tại Tại thì cô mới tỉnh dậy. Cô đồng nghiệp tốt bụng mang cho Tại Tại chiếc bánh bao đáng yêu. Ít ra thì có chiếc bánh bao này an ủi cô. Tại Tại tủi thân gọi về cho Lục Nhượng. Cô muốn về nhà vậy nên sáng mai cô sẽ mua vé máy bay sớm nhất. Ngồi trên bến xe buýt, Tại Tại đọc được tin nhắn của sếp. Ông ta chỉ rủ cô là không biết xử lý công việc. Lục Nhượng đến đón Tại Tại về. Nhìn thấy cô ngủ ngoan trên xe anh bất giác mỉm cười. Về đến nhà, Lục Nhượng nấu cho Tại Tại một bát mì tôm. Cô ăn rất ngon lành. Chuyện hôm nay cô sẽ nghe tai trái rồi truyền sang tai phải, không bao giờ để bụng. Cố Nhiên có hai vé ăn muốn mời Khương Giai đi ăn. Nhưng cô lại từ chối, thế là anh đành phải mời thêm hai thằng được dựa đi ăn. Lục Nhượng nhìn thấy tâm trạng bất ổn của Cố Nhiên thì hỏi luôn có phải anh đang thích Khương Giai không. Cố Nhiên nói anh rất thích Khương Giai, có lẽ chỉ nên làm bạn thân mà thôi, vì chí ít không có cãi cọ, không có chia xa, cho nên anh nhất định phải tỏ tình với cô. Tối đến, Cố Nhiên mai phục sẵn đường về nhà Khương ghi ái. Anh muốn mời cô đi ăn, Khương Giai nói mình đã ăn rồi thì Cố Nhiên chuồn luôn. Ngày hôm sau tại bữa tiệc, một cô bạn cấp 3 của Khương Giai đi đến nói với Cố Nhiên. Cô ấy thích anh lâu như vậy mà sao anh vẫn chưa hẹn hò với cô. Nghe những lời này như tiếp thêm động lực, Cố Nhiên chạy vội đi tìm Khương Giai. Anh bước lại gần cô, anh lấy tờ giấy mà mình viết khi mọi người cùng ngắm bình minh. Hết lần này đến lần khác anh muốn đưa cho cô đọc rồi. Cố Nhiên đọc bức thư tình mình viết cho Khương Giai lên. Hình ảnh trước mắt bây giờ của Cố Nhiên chỉ toàn là Khương Giai thôi. Vậy xem ra Khương Giai cũng không coi Cố Nhiên là bạn thân. Cô đi đến hôn nhẹ vào môi anh. Cố Nhiên vui sướng ôm Khương Giai vào lòng. Ngày hôm sau cả 5 người cùng hẹn nhau ra biển. Chắc cay nhất vẫn chỉ có Quan Phóng. Hai đôi đi bên cạnh còn mình thì vẫn hai tay tự đan vào nhau. Lục Nhượng nói với hai người bạn mình chuẩn bị cầu hôn Tại Tại.